Thành ra đó là cái bữa nay người đã đặt câu hỏi
Thì như vậy Thượng Tọa đem tất cả các hương linh của tụi con về đây, rồi Thượng Tọa giải quyết làm sao? Ví dụ như con đang thờ bên làng, tôi nên nhớ kỹ. Giờ tôi hỏi nè, tất cả những hương linh ông bà quý vị ở làng Indo và thay như Indo, rồi tôi nói cho hồn đức chụp đem lên đi dán trong sách Địa Tạng, thì ở đây là tạm trú hay là chánh trú? Tạm trú. Cũng như thầy dạy nhân, thầy có hỏi tôi không? Thầy hỏi vậy là hương linh đi đâu? Tôi nói thầy và thầy được thầy chánh trú thầy đâu? Ông nói dạ con ở Indo, rồi lâu lâu tôi điều ông qua con rôn. Thì ông qua con rôn ở bao lâu về? Nó dạ ông về rồi khi nào ông trở về chánh xứ hay là ông ở luôn in con rôn? Nó dạ con trở về đấy. Thì cũng vậy, cái hệ thống của thầy đều có tháp Địa Tạng và nhà nhận sanh. Thành ra sau khi cái ngày hoàn mãn này, thầy mới có buổi đốt sớ và đồng thời thầy mới nói rằng quý vị trở về trụ xứ, những hương linh nào mà đã siêu thì chúng tôi có lễ tiễn linh. Cái lễ tiễn linh là chúng ta phải trì 108 cái chú giảng sanh quyết định chân ngôn. Thì xong rồi chúng ta đốt sớ, rồi thầy mới làm lễ, là coi như lúc đó thầy mới nói cô Hồng Đức lấy những cái trò, khi đốt cái sớ ra những cái trò, chúng tôi mới chia ba phần, là Hồng Đức sẽ lấy cái trò đó một cái số một phần thì đưa về làng Di Đà Indo, trộn vào trong cái lư nhang của cái tháp Địa Tạng ở Indo, một phần đem về ở lư nhang của làng Con Rô, và có mời mấy ông tướng về thì một phần đem về ở trong cái hư gian của ông tướng lãnh, và tại tổ đình đây tôi sẽ đem một số để về ở trên tổ đình. Rồi những cái hình ảnh đó tôi nói bây giờ, khi mà cái tháp Địa Tạng trang trọng trang nghiêm như vậy, quý vị biết sau khi chúng ta lui rồi, thần núi, thần suối, thần cây, thọ thần, kiên lao địa thần và các vị hộ pháp, họ có còn ở tại đây để hộ vệ cho đến Địa Tạng không quý vị? Có. Chỉ có cái là khi tôi làm như vậy rồi đó, thì trong khi đó ông bà quý vị sẽ có một số quý vị họ về cảnh giới chư thiên, nhưng mà họ lại phát nguyện họ ở lại làm hộ pháp. Thành ra những cái gì họ lên ngay cõi trời thì họ lại biết do cái nhân gì mà mình được lên cõi trời, do cái nhân gì mà mình từ cái thế giới nhân phi nhân mà mình ở cõi người mà mình không có thân người mà mình được lên đây. Thì họ lên trên họ có thiên nhãn, họ có cái thơ tha tâm thông, và họ biết nhờ cái pháp hội Địa Tạng này mà mình được lên cõi trời. Cho nên quý vị nhớ, trong khi mà Phật còn tại thế đó, thì Phật đang thuyết pháp thì có một cái con cóc, nó cũng ở trong cái pháp hội, thì có một cái anh chặt trong, anh cũng đang nghe pháp nhưng mà anh cầm cái kẹn chống chúng cái con cóc nó chết. Nhưng mà con cóc nó đang nghe pháp. Tại sao có nghe pháp? Tại khi Đức Phật mà Ngài thuyết pháp, Ngài dùng cái đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Cho nên Đức Phật thuyết pháp thì tất cả những con vật đều nghe được hết. Còn Thầy Thông Lai thuyết pháp chỉ có loài người và chư thiên nghe thôi, quỷ thần nghe. Cho nên con cóc nó đang sai mê nghe pháp. Và sau cùng cái bị anh chăn trâu, anh cầm cái cây đánh trâu, anh chăn trâu cũng sai mê nghe pháp, anh chống cái chết con cóc. Thì con cóc chết trong lúc đang nghe pháp. Tại vì Đức Phật sử dụng cái ngôn ngữ là đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Bây giờ Thầy nói không? Khi mà Đức Phật giảng pháp á, là chư thiên họ nghe, rồi Atula họ nghe, quỷ thần họ nghe, rồi các con kiến con vật đều nghe hết. Tại vì Phật có cái đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Cho nên con cóc khi nó lên cõi trời nó biến thành một thiên nam. Và lên đó thì tất cả những chuyến khi một người giảng sanh về cõi trời đó, thì có các thiên chúng ra đón thì ổng được vào trong một cung trời đau lợi, thì có 1000 bà thiên ra đón. Thì lúc đó mấy ông thiên nam là cũng chào mừng cũng như mình, mà khi mà đến đảo rồi cái tàu mình ra mình nóng cái tàu mà vô đó mình nói vậy đi, do đi đâu là tôi vượt biên, là tôi đi chính thức hay là tôi đi ở đường nào. Thì hỏi vậy cái ngày tu cái gì mà ngày được lên đây? Cái con cóc mà trong trang cái người ta thiên tử đó, nó có thiên nhãn. Tôi mới vừa là một cái con cóc con nhái,
tôi đang nghe pháp của Đức Mục Sư ở dưới cái cõi Nam Diêm, rồi tôi bị một cái người chăn trâu họ dùng cái gậy họ đè, họ đập chết tôi, và trong lúc tôi đang nghe pháp thì tôi không biết sao tôi được lên đây. Thôi tôi xin chào quý vị, để tôi trở xuống tôi nghe pháp. Và khi ông trở xuống nghe pháp thì Đức Phật nó chỉ cho Ngài Mục Kiền Liên nói, mời cái vị thiên tử này xuống đây. Và Phật nói, đây nguyên là con cóc, ông kể lại do nhân gì ông được lên. Ông nói rằng, con nguyên là con cóc, cái xác nó còn nằm dưới này, nó nằm lại gốc cây nè. Nhưng mà vì Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp, cho nên con nghe, con đang say mê nghe pháp. Và cái nghiệp sắc xúc sanh con nói được hết, cho nên xui khiến anh chăn trâu, anh cầm cây, ủng vỗ ngồi nghe pháp, anh chỉa ra cái thân con chết. Thành ra con chết, con được lên cõi trời, nên con xuống đây. Thì lúc đó Đức Phật hỏi, như vậy bây giờ thì thiên tử tại sao không lên cõi trời? Thì ông nói là con bây giờ con nhớ lại tiền kiếp hết, khi lên đó con nhớ lại tại sao mà con làm xuất sanh, cho nên con nguyện đời đời ở lại tịnh xá kỳ viên để làm một vị hộ pháp để cho chư tăng tu hành. Cho nên đó, tại sao mà khi mà tôi thấy mà đưa hình mà từ Bát Thiện Tâm chụp qua, có những cái hình nó hiện ra những cái hình thai nhi, hình người này người kia, thì tôi biết rằng sẽ có một số, hồi đó tôi nói là cái hình ảnh về để tôi đốt hết. Nhưng mà sau đó đó, thì trong giấc ngủ tôi mới thấy có một số người nói rằng xin thầy đừng có đốt, vì chúng con sau cái pháp hội này sẽ có một số người chúng con sẽ được siêu, nhưng mà chúng con á không muốn về cõi trời mà để hưởng vũ dục, vì chúng con là những người lúc còn sống chúng con đã có tu trình độ nhưng mà bị quan trái không có được giảm sanh, cho nên giờ này chúng con thoát khỏi cảnh nhân phi nhân, chúng con không có muốn lên đó để mà khó tu rồi rớt xuống nữa, cho nên con quyến ở lại cái tháp này, cho nên thầy đừng có đốt, có rất nhiều người họ sẽ ở lại họ hộ trì cái tháp địa tạng này, cho nên quý vị hiểu rằng tại sao lúc đó ngày sau tôi không đốt nữa, không đốt nữa. Tôi hỏi quý vị, chẳng hạn như quý vị là những người đến đây tu học, rồi có những người tu rồi trở về theo cái nghiệp của quý vị, có những người tu rồi về vẫn làm cái nghiệp là chồng, là bà nội, bà ngoại, và làm nghiệp thợ neo, làm nghiệp kỹ sư, bác sĩ. Nhưng mà có một vài người sau khi họ nghe pháp của thầy và họ quyết định sống cuộc đời để mà xuất gia, thì họ ở đâu quý vị? Họ sẽ theo thầy ở đây, phải không quý vị? Thì cũng vậy, ở thế giới nhân phi nhân cũng vậy. Do đó là đầu tiên tôi nói cứ đưa hình lên cho tôi đốt, cho xong tôi đốt, tại tôi biết tôi không thể để đây tôi cúng được. Thì họ mới nói rằng ở đây có rất nhiều hộ pháp, tại cái cảm thấy nhân phi nhân họ thấy. Nhưng ngày hôm qua lâu nay đó, mình tôi biết các người chủ tiệm neo thường thường thờ ông đĩa lắm, nhưng mà chưa bao giờ thấy được con đĩa, đúng không quý vị? Mà tôi cũng vậy, tôi mất đồ tôi có dám đĩa ngoài là tôi đâu có thấy đĩa sao, mà tự nhiên ông xuống ông ngồi cái kiểu sao mà nhập cái nam đĩa liền à. Rồi còn quạt quạt như thế quý vị có thấy cái lâu nay mình có hở cái kêu đĩa hả, đĩa ơi cho mất cái này, ông Đức cũng kêu ngoài à, đợi tiền tôi để đâu mất rồi chết ông đĩa. Ông Đức kêu là chắc Phật tử tôi mới để đây tôi quên rồi ông đĩa ơi, để chút xíu thấy. Quý vị một ngày quý vị mất chìa khóa, nhất là người trên 60 kêu đĩa hoài, cái gì cũng kêu đĩa, có không? Nhưng mà mình không biết có không hay không, phải không? Nhưng mà bữa nay đó, mình thấy cái hình, mà thật ra đó, quý vị thấy rõ cái bịch, ông cũng vô cũng làm cái bịch, biết ai cũng biết ông đĩa hết. Mà cái mắt là rất hiền. Thật ra hồi xưa đó, mình có cái tâm là coi thường ông đĩa, nhưng mà sau này biết đĩa là kim lao đĩa thành, mà mình cứ nói thật là cho ông đĩa, ông đĩa. Mà cái hình ảnh mà quý vị thấy có những cái tượng mà ta tạc cũng giống đó, thì ai mà do tạc tượng, thì ngày xưa đó các vị thánh tăng, các vị thánh tăng như ngài Hư Vân rồi đó, thì chúng sanh ngài bắt thờ đĩa thần, thì ngài có cái thần nhãn, cho nên ngài mới vẽ ra cái hình ông đĩa, là cho nên người ta mới tạc đó, người ta thờ, quý hiểu thầy nói không đó. Thành ra chứ không phải là đơn giản mình biết ông đĩa, nhưng mà mình không biết, mà tôi chưa thấy thực tại. Ông đĩa biết rồi, ông chỉ giúp được chúng tôi bớt chìa khóa, bớt bốt, bớt
tiền, nhưng mà đó tiền của tôi làm. Tôi muốn kiếm ông thần tài, thì bữa nay thần tài vô cho chủ nhà điện tử tôi nó thấy. Ông ta thì, ông thần tài thì điểm đó là nó chạy lên nó xin số đề, rồi nó xin vé số nè, đủ thứ chuyện đó. Có thần tài không quý vị? Có thần tài. Thần tài tức là chủ lộc. Vị thần là thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần coi về ăn uống, thần cây cỏ, thấy không? Rồi chủ phúc là coi về phúc đức nha. Thành ra đó, ví dụ như cái vị thần tài đó họ giúp cái gì, khi họ thấy cái gì có phước, họ thấy cái gì có phước, tu một người nào tu có phước. Chẳng hạn tôi nói nha, Minh Ngộ biết liền nè. Minh Ngộ đâu rồi? Đưa tay lên. Con thấy từ khi bắt đầu con tụng địa tạng, con theo sư phụ rồi, hồi xưa con còn đi làm đó, con chưa hiểu đạo đó, thì ít ai cho đồ con lắm. Nhưng mà gần đây đó, sư phụ con có nói với sư phụ, nhưng mà hết người này tặng quà, hết người kia tặng này tặng kia. Con có bị cái đó không? Ta cho. Bà con cái đồ đó, thì tự nhiên bạn bè nó cứ mua quà nó cho, có không? Có. Đó là thần tài, họ thấy con có phước. Hiểu chưa? Cái họ đưa đẩy, chẳng hạn như thầy nói cho quý vị nghe, khi mình mà có phước mình biết thần tài làm việc liền nè. Chẳng hạn như bữa đó cái đồng hồ tụi nó hư, cái thầy Trần Minh không được, ông Du cho cái đồng hồ, mà đồng hồ này nó nặng quá, thầy Trần Minh không nói đeo muốn xệ tay tại bự quá. Cái ông Du tức là chồng của cô Mai đó, ông tặng cho thầy Trần Minh cái tụi đeo. Tôi đeo cái này, cái tôi thì tôi nói thầy Tự Minh, tôi nói là tôi chỉ thích đeo cái đồ mà nó kiểu như đồ cũ á, kiểu đồ antique thôi, chứ tôi không thích đeo cái đồ mới. Nhưng mà giờ thầy bỏ đi tôi coi giờ, cái tôi vừa nói vậy chút xíu sau cái ông Du cũng chạy lên, cái ông đem ông tặng tôi một cái đồng hồ, đồng hồ antique. Mà cái đồng hồ antique đó là đồng hồ Longines mà ông Du ông mua ở đâu, ở trong cái chợ mà Goodwill á. Nhưng mà nghe nó tôi cũng thích anh thích, mà ô tô nó thích, thì tôi không cho tôi cái đồng hồ. Mà tự nhiên chúng tôi cho cái gì coi, trên này nó có cuốn lịch, nguyên cuốn lịch luôn, tức là thay cái mặt lịch trên này, hồi xưa nó làm cái cuốn lịch bên học này, nguyên cuốn lịch luôn. Thì sau cùng á, thì tôi đi coi lại đó, thì cuối cùng tôi chùi chùi ra thì thấy là vàng 14 carat từ trong ra ngoài. Mà ông Du không biết, cho tôi chứ không biết trong đó nó cho không. Để tôi lấy cho quý vị nghe. Thì tôi mới đưa cho đệ tử của tôi làm việc, để có cái thằng nhỏ mà nó đi làm thợ sửa đồng hồ. Nó cái này quý lắm thầy, đồ ăn Tết quý lắm. Cái này từ 1900, coi như 1980 mấy lần nó thuộc loại ăn Tết. Cái này mà bỏ lên bán ở trên mấy cái rơi mà quét rồi có người mua. Thì tôi đeo cái đồng hồ đó qua, cái tôi nói là tôi lại thích một cái đồng hồ Omega, là một cái sao mà không phải này Omega là sướng. Tôi vừa nói chuyện cái vậy á, thì từ bữa đó tôi qua pháp hội mà ở bên Khánh Thành cái chùa Tây Tạng á, thì chút xíu cái em của cô Liễu Nguyệt, thì cái anh á cũng nằm còn trơn tầm tay, cái giọng nó đi ngang, cái ông thấy cái đồng hồ thầy đeo, mà ông là dân chơi đồ cổ. Cái ông giờ nói sao thầy biết chơi đồ cổ vậy? Tôi nói đâu biết đâu, cái này có người mua ở trong chỗ Goodwill họ tặng tôi, không biết cái này đồ quý nè, đồ cổ nè. Nhưng mà thầy thích cái này, tôi nói thích Omega chứ, tôi không thích cái này, không biết cái này cũng giá lắm thầy. Cái bữa nay cái ông kêu cô vừa việc đưa cho tôi cái Omega mà cũng cả trăm năm. Lữ Nguyễn á, Lữ Nguyễn nó mất rồi, đúng không Lữ Nguyễn? Cái thầy đâu có biết, thầy không tặng, thấy không? Thầy nói đó là những vị thần tài. Những vị thần tài họ biết mình có phước, mà sư phụ thì cũng có chút phước thần đó. Con mà ở bên đó luôn rồi, anh thấy sư phụ đeo cái đó, anh thấy. Đó không thấy à? Anh thấy sư phụ đeo cái đó là cái đồ cổ, anh là chuyên môn. Đó, mình không có xin. Để tôi nói cho mấy vị nghe, để bữa nay tôi cầu thần tài cho đệ tử tôi nó thấy. Rồi con kể, nếu là con tự động có nhiều người tặng quà cho con cháu rồi có những người bà con là cứ tặng nè. Đưa lên cho cổ nghe, ví dụ nghe cái chuyện thần tài ai cũng phái. Một cái con. Anh cứ
con kể sư phụ nghe là hôm cái này là cái mà đầu tiên là cái câu chuyện là con đi lái xe lên trên chùa hoài thầy á, là không bao giờ con bị cảnh sát phạt hết á. Cái mà hôm cái con đi làm buổi tối là để sáng đi lên chùa thì trên chỗ làm việc của con họ cho nước uống với thức ăn hả, mấy người làm overtime. Thì con nghĩ mấy cái ly nước này thì những người làm chung của con có mấy người thôi, thì con lấy thêm mấy cái chai đó để con đi lên trên chùa, con cho nghĩ để dành cho con ăn. Trời ơi, vậy hôm đó đi bị phạt. Tính cách làm sao mà lái xe mà sao nó phạt tới 187 đồng do cái đồng tham mấy cái chai nước. Cái tuần sau cái con cũng đi. Thấy cái dây chuyền con đi sư phụ hả? Đó hả? Thì con được cái lọc đó mà hóa ra cái sợi dây chuyền của ta hỏi thì con không biết đó là thật hay giả, nhưng con nghĩ là ủa sao cái người Mỹ mà họ lại có cái sợi dây chuyền này sao giống vàng quá mà mình không biết là thiệt hay giả. Lúc con mang lên chết thì đúng là vàng 24 mà người ta định giá là khoảng 500 đồng. Ủa mà ủa sao cái 20 đồng anh đây nói vậy ngày nay được nó giải cho con đấy thành ra con thấy là mình khi nhìn tham thì mình bị cái kết phạt cơ, bây giờ con đi đâu có em mà nói cho rõ nha, cái dây chuyền mà đưa thầy thì chú là sư phụ trả lại con rồi nha. Hôm nào sư phụ đưa, nhưng mà ý là con nói là cái hai cái khi mà mình tham á là mình bị phạt liền ngay được 187 lần, nhưng mà khi mình phát tâm mình đột mình cho người ta mà mình không có nghĩ gì hết thì tự nhiên mình lại được cái lộc như vậy mà trong cái ngày hôm sau liền khác à. Thành ra con mới cảm thấy rằng là hai cái để cho mình biết được rằng là khi mà mình tham thật ra khi mà con tu mà con đã được các chi tiết của Phật con theo rồi đó thì họ cho con trả cái quả liền để cho con tỉnh, tức là họ theo con bảo vệ con. Tức là khi mà con khởi tâm mà con tốt rồi, con tin tưởng tuyệt đối vào ngày địa tạng rồi đó, quý vị nhớ trong kinh nói đó, cái người nào đó mà đã tụng địa tạng mà tin tưởng đó thì khi ra đi đều đi ra khi vào đều có thần theo hộ vệ, thần theo hộ vệ, họ thấy cả trong 28 điều lợi ích đó. Thấy không? Thầy cũng theo hộ vệ là ông hộ vệ con tự nhiên lúc mấy đứa con chạy tới 300 mai 200 mai mà không bị phạt, không đi ra từ hôm đó giờ không phạt mà chỉ có đi có những lúc lộ trình từ 80-90 luôn à, mà quay chuyến luôn à, mà sao con bảo sao nó không nhìn thấy gì luôn, tại những lúc con đi để mà con bán dây chai cho chùa phạt hết tiền rồi thì nó chỉ xin một hộ. Nhưng mà bây giờ con vô lấy một hai đồ ăn đó là coi như là họ cảnh cáo con liền, tôi đâu theo cô đây nè. Lấy mấy cái lon nước thôi mà con đã bị phạt 187 đồng. Mà ủa sao kỳ vậy ta? Mà mình hỏi là mình cúng dược, mình ấy cho người ta là mình được, là mình nhìn thấy rõ ràng luôn đó không có. Nghĩa là chủ phước quỷ dương là họ coi người nào có phước là cái họ theo, rồi chủ quả quỷ dương. Thì cái chủ quả quỷ dương đó là họ đi vào ngày 1 năm 14 23, chủ tật quỷ dương họ cũng đi 1 năm 14 23. Còn những ngày khác là chư thiên, tứ thiên dương và các hộ pháp họ đi. Ông trời đốt sức đó, tức là ông trời đo lợi đó, tức là ông kêu là ông Đế Thích Đề Hoàng Nhân đó, là họ cử cái tứ thiên dương đi tuần tra ở cõi này. Thì quý vị nhớ cũng như là 1 năm 14 23 đó là ngày của chủ quả quỷ dương này, chủ tật quỷ dương này, chủ hao quỷ dương này, tức là hao tài bị tật đi ra đi làm gì bị té này, là chủ nạn quỷ dương nè. Còn những cái ngày khác là chủ lộc quỷ dương này, chủ phúc quỷ dương nè. Thành ra cái triệu chứng mà quý vị biết chẳng hạn khi mà cái gì mà thần mà coi về ăn uống đó, họ đến nhà quý vị đó rồi họ báo trước, chẳng hạn như bữa đó có cái người có phước họ đến thì tự động đó họ không có giao tiếp cho quý vị được, cái vị thần đó họ sẽ xui khiến cho quý vị chẳng hạn từ con đang ăn uống bình thường thì cái vị mà coi vị thần ăn uống đó họ mới tụi con bóc đại đũa chén tự nhiên nó dư đôi đũa, dư cái muỗng, dư cái chén hả, tụi con thấy không, là trong ngày đó chút xíu có người ăn, đó là những cái dấu hiệu
mà tại trường hợp con đến chứ này trường con cũng biết. Ờ vậy lúc con nói bụng mà ngài cũng biết luôn. Để chứ sao biết? Đâu lo, con làm ra làm bác ăn. Mà con mất cái điện thoại ở Việt Nam á, sư phụ mất rồi bà. Trời ơi, bà mất thì mất rồi là không có tìm lại được đâu. Mà họ thử thách cái lòng của con là một là muốn đi lên pháp hội, đi tu học ở trên chùa cháu của con nè, của con. Hay là mình viết cái phone, tự nhiên con đang bị bấn lên. Thành ra con nghĩ, ô cái này là chư thiên đang thử lòng mình, con là mình muốn tiếp cái phone, mình ở lại, mình không tiếp tục, mình đi. Thành ra con bỏ lại cái phone, nhưng mà lên trên chùa con có hấn với lại cái Phật trưởng sư, con nói là xin ngài cho con thấy được nhiệm màu, tức là khi mà con về mà con tìm được cái phone nè. Trước khi con đi lên máy bay, trả cho con cái phone. Đến, mà con cũng phải giật mình. Ở Việt Nam mà nó trả lại là chính lạ đó, mà iPhone phải không? Mà iPhone thích của con mà tặng vì trong cái phone con thâu mấy cái băng kinh đang nghiêm của chính phủ lại nữa. Mà con phải xác nhận là trời ơi, cái này chúng ta đang thử thách mình là một là mình đi tiếp tục, mình đi tu học, hai là mình tiếp cái phone là mình bỏ. Thành ra lúc đi về là hoàn trả lại cái phone cho con. Mà iPhone thích của con lúc con về Việt Nam mà. Thành ra con phải biết rằng là chư thiên đang thử con mình là mình cái học mình chọn đi tu học 7 ngày hay là mình tiếc cái phôi mình bỏ. Và tự nhiên con nhìn thấy và gọi ô mình thành ngài, các ngài đang thử thách cái tu học của mình đến đâu. Quý vị phải tin những cái người đấy của mình, của con. Sát bên đây, họ ở bên đây, như tụi con biết rồi tụi con rất là sợ. Họ ở sát mình. Còn chẳng hạn như mình được ăn mời đi ăn á, thì cái vị mà chủ thượng quỷ dương á, họ dỗ đây cái tự nhiên mình đang ăn mình cắn, mình bình thường mình cắn cái lưỡi mình cái, hoặc mình cắn cái miệng mình cái, không cắn cái, mình tự nhiên mình cắn, mình ăn rồi cái răng mình nó cắn vô cái máu mình cái, đó là chủ thượng quỷ dương rồi rồi nghe chiều nay có ăn nha. Tôi nói thiệt đó. Là chư thiên Bồ Tát họ nhìn thấy hết cái tư tưởng, cái hành động. Còn cái gì để ý hả? Khi mà chủ thực quỷ họ coi đó là ngày nay có khách đến ăn, tự động quý vị vô tình, quý vị dọn ra điếm, mình điếm ví dụ gia đình mình 5 người mình dọn ra tự nhiên 6 người đũa. À, là có người lợi lắm quý vị tin không? Đó là những cái dấu hiệu. Rồi người ta hỏi cái mắt ấm là cái gì? Chư thiên ở trên đó họ không có dùng ngôn ngữ nói như mình, mà họ dùng tâm, tâm để nói chuyện. Thì tôi hỏi quý vị, ở đây có những người câm á, họ dùng ngôn ngữ gì để nói? Thì vậy đó, có hiểu không? Là khi họ bắt ấn cái gì là họ cúng dường, hoặc là họ bắt ấn gì là chịu thử, họ bắt ấn cái gì đó đó, thì đó là những cái dấu hiệu mà ngôn ngữ của các cõi trời. Và cái này trong mật tâm mới giải thích, chứ còn hiểm tâm không nói cái này. Thành ra tụi con hiểu, chẳng hạn như khi mình nói ào ào mà cái người điếc, người câm á, thì họ có một cái người đứng, họ dùng những cái dấu. Thì cái ấn thành ra là vậy thôi. Thành ra khi mà mình muốn thỉnh chư thiên, cái mình tụng cái chú phổ triệu thỉnh chư ngôn, Nam Mô Bồ Đề Địa Luật, cái mình bắt cái ấn. Mình bắt cái ấn, tức là cái gì thì họ nhìn, họ biết mình đã triệu thỉnh. Hiểu chưa quý vị? Rồi mà ai mời, cái người mà bắt cái ấn đó là cái người đó phải có cái thế nào, phải không quý vị? Ok. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Một cái người có phước đức mà họ mời đó thì chư thiên xuống, phải không? Nhưng mà một người hôm lết bữa nay tôi mời quý vị lại ăn dỗ, đi không? Đây á, thì tôi nhìn vào cái tiền bạc của quý vị, tại ở cõi người mình phước nó biết là tiền, ra vàng, ra hột sò, ra nhà cửa, nhá. Và khi quý vị hết phước rồi những cái đó nó mất hết, đi hết. Nhưng mà chư thiên họ nhìn vào cái phước khác để mà mời. Thật ra quý vị trì chú, quý vị tụng kinh Địa Tạng, quý vị có phước. Quý vị khi quý vị sau này quý vị học phong ba cũng vậy đó, quý vị thọ mạng, quý vị mặc cái áo này lên là cái áo này là nó đã làm nó giống như những bộ kinh, nó như nó rồi. Khi quý vị bắt cái ấn nào á thì các cái gì thần nào họ biết. Thành ra khi họ nhìn quý vị có phước bắt thì họ xuống, phải không? Chứ còn tự động cái ông không lét ông đứng lại kia, ông nói bữa nay tôi mời cô Lợi đi ăn dỗ với tôi, tôi cúng ông nội tôi có dám đi không? Họ nhìn mình, bởi vì chư thiên á, họ nhìn không phải là nhìn nhà giàu. Ở trong này là có những người rất là giàu, nghĩa là mình nhìn thấy là họ đi Mercedes, họ xài cái vỏ chữ gì đó, cái sách đó. LV. Rồi
hột sòn thì đéo đậy người, nhưng mà còn nở không à. Nhưng mà một người đi xe cũ, em không có đeo hột sòn gì hết á, xe kia dọn bị. Nhưng mà người đó có của chìm, đi giữ thì nói không? Hả? À, thành ra đó, một người xách một cái vỏ LV giờ trời 20 đô, nhưng mà trong đó đó, có 200 ngàn đô một sòn. Và một người xách cái vỏ 3.000 LV thiệt, nhưng không có đồng nào mới có cái miệng gói nè. Thì chỉ lừa được người đến gia chứ có lừa được chư thiên không. Thật ở trong này có nhiều người nghèo nghèo vậy đó, nhưng mà chư thiên họ lựa những cái người giàu lại, họ nhìn cái phước. Rồi chư thiên họ nhìn, họ biết cái người này sắp lên trời chứ họ biết không? Họ biết được cái kho tàng ở trên chỗ trời không? Họ biết. Thật ra khi ông cắt cô độc á, nào phát tâm cũng cúng cái chuyện xã kỳ viên mà lót vàng cúng cho Phật á, thì bà vợ ổng giận, con trai ổng giận, và ai cũng rất là quán ghét, ngu quá, vàng ổng xài mà đi lót hết cái trình xã. Quý vị biết trình xã kỳ viên nó lớn lắm, nó cả trăm mẫu gì mà lót hết vàng mà bây giờ ổng giàu cỡ nào quý vị. Nhưng mà khi ổng lót rồi thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất thì đứng thầy nhìn với ngài Ngô Kiền Liên cười, nó là tại vì sáu cung trời đều có cái lâu đài rộng hết. Thành ra cho nên là khi quý vị vô tu đây là quý vị đều có lắm. Ở trong này ta biết, mặc dù Minh Ngộ nói vậy đó, bán ve chai vậy, nhưng mà ta biết nhỏ này phước nhiều lắm. Thành ra nó đi đâu chư thiên bỏ theo. Thành ra khi mà cô làm một cái gì mà cô mình tổ đức cái là họ trị cô liền, để cho đường ủ quá, thấy không? Tại vì cô Minh Ngộ bây giờ thấy vậy đó, nhưng mà người ta nhìn cổ bây giờ cô cũng là hàng sáu rồi hả? Hàng sáu rồi, cho sống 20 năm là 8 đi, 20 năm mà lấy cái tuổi thọ của trời đau lợi đó, một ngày một đêm trăm năm thì cô còn sống có mấy tiếng hồ nữa. Nhưng mà mấy ông trên kia á, nhiều khi mấy ông trời mới lên, cô ngày lên là coi như là hoa hậu của cung trời đó, thành ra họ mới đi theo, họ giữ gìn cô, không để cô lớn. Không, thật sự mà nói. Cũng như giờ tôi biết một cái người nào có chủng tử tu hành là tôi thấy họ làm vậy là tôi phải kiếm cho nó, con đừng có làm vậy để mình thấy cái người đó, hiểu chưa quý vị? Cho nên khi quý vị hiểu rồi, quý vị thấy một cái thế giới gần chúng ta rất là gần, gần chúng ta rất là gần. Cũng như hồi đó đó là có một cái ông đó, ông báo mộng, cụ quyền của một cái ông viên ngoại, ông báo mộng, ông mới nói rằng là ông nói con phải lại nhờ có cái người có phước đức mới cứu cha được. Tại vì sao vậy? Nói giờ cha hồi sống cha bỏng sẻn, cha khổ quá, thì nó bây giờ trong làng này chỉ có con và cái ông viên quại trên kia à, thì hồi xưa đó nó có kêu là ông thiên hộ. Cái gì biết thiên hộ? Hồi xưa nhà vua đó, khi mà một cái người có công thần, nhà vua cho một bá hộ là cho mình lấy thế 100 nhà. Rồi kế nó giỏi nữa thì nhà vua cho là thiên hộ là cho mình thâu thế 1.000 nhà. Thì ở trong này có cái ông thiên hộ dương, con là bá hộ, mà ta nói sao con đi mượn không, mày không có phước gì hết. Mình lại đầu số nó có hai cái thằng mà nó ở đầu đường nó ăn mày đó, nhưng mà nó chuyên môn nó đi đào giếm, nó đi trên đường nó thấy chỗ nào mà gai góc thì nó dọn. Rồi nó chuyên môn là nó đi dọn dẹp chỗ này chỗ kia, nó nghĩa là nó có tu nhưng mà nó phước lớn lắm. Thành ra mày xin nó đi cho nó mượn chút phước thì ta mới lên được. Thành ra quý vị biết ở trong này á, chư thiên họ nhìn mình không phải là nhìn qua cái vỏ LV hay nhìn qua cái gì hết rồi. Mà tôi nói giỡn cho quý vị có tin không? Có nhiều lúc tôi cười, tôi nói tôi thích đi. Có cái người kia họ nói, họ lên là thăm, họ nói sao thường thọ đi toàn xe cũ không à, thấy không? Cái họ lên, mấy bữa quý vị thấy cái xe có cái niệm để cho nó có không? Chở niệm, chở ồn, không biết đứa nào dẹp đâu hết rồi, xe tôi đẩy đâu vậy? Thì họ xem tôi chở tỏ hả, cái mỗi một chiếc nữa cho tôi chỉ chiếc nào cũng cũ hết á. Cái ông nói, con muốn cúng dường thường tỏ chiếc xe thường tỏ lấy không? Tôi nói, tôi thích xe cũ chứ xe mới tôi thích. Cái tự nhiên có một ông cũng đi dưới lên, làm sao ông chuyện cũng lên, cái đem xe thanh xanh mà cho cái nhỏ chạy đó. Ông nói, con có chiếc xe này, nó bây giờ nó đã cũ rồi, nó đợi 1982-83 giờ nó mấy chục năm rồi. Cái xe mà, cái gì thấy chiếc xe mà nhỏ nó đụng á, nó xe mà nó chạy ra chơi bồn sắt á, nó còn sạch sẽ lắm. Nhưng mà con muốn cúng cho thầy, nghe nói thầy thích xe cũ, tôi bây giờ lấy. mình nói về hồi thiên cũng vậy, có thằng đưa xe cũ cho mình. Cho nên tới khi mà thật tuyệt hạnh nó lên, nó muốn tập lái xe thì nó nói con có bằng lái.
bán giết rồi, ở nhà ông ta dạy tôi hết rồi, nó sẽ ông dạy, nó sẽ người sẽ ông có sợ xe, có xe tao còn xe cũ không à, đúng không? Sẽ ông dạy cho chạy, chạy đi chi cho nó để mở cửa, đúng không? Bên trong đây thành viện bắt kẹt cưới vợ rồi ai giữ cửa, đúng không? Cái khi nó chạy đã từ rồi cái là nó đụng quẹt hư, nhầm gì xe nó là sẽ ông mua 3 đồng là 3 đồng gì, tức là sẽ ông mua xong sẽ ông đổ ra đông xăng vô tốn 3 đồng với nó. Mình nói chuyện mà chứ thiên cũng thiệt. Chứ làm gì đó, ngồi cười à, cái xe mà xăng xăng nó chạy ra đi vô đó, giờ nó đụng xe chạy tắt bể trời, không lo. Thật ra, mình chỉ nói chơi chơi vậy đó, mà những cái gì họ pháp họ lại đưa đẩy cái người cũng sẽ cũ. Thì mới thảo biết cái xe nó sẽ cũ, có cái chúng nó gì không đúng. Đúng. Nhưng mà cái bảo hiểm của xe đó là chúng nó lại trả hết thật bảy. Thật ra giờ nó hư cũng vừa rồi. Gì con? Câu chuyện gì? Câu chuyện là ngày hôm qua cái bà đồng vườn cáo trả lên đi của con. Nhưng mà sư phụ nó bắt này vô là nói nhiều lắm. Cái bánh xong nó muốn trả lại. Không, xin nhờ trả lại thôi em muốn lấy. Cả các thanh niên Phật tử và các anh chị, tôi có câu chuyện này kể thì khi mà tôi kể cho chị Liễu Việt với lại anh Thiện Đạo với lại chị Nguyên Hậu thì họ nói là vậy là chị Thiên kéo chân em lại là hôm bữa mà ở bên sân khách thịt á, yeah. Phụ mới kêu con ở lại đi, con lái xe phụ về với con Đức, yeah. Con nói là con không đi, con có nhiều công việc con ở nhà con phải làm lắm, con phải trở về lại Chi Lan. Thì sáng tự nhiên con đi ra, cái tự nhiên bị xe đụng, ánh đụng. Đó xe đó. Cancel, anh Long Bà, anh nói là tôi ơi, ở lại giúp anh. Ok, gọi cancel với nó ra. Thì quay trở lại thì sư phụ cũng có gặp con hỏi tại sao, con cũng nói sơ rồi đó. Dạ. Thì lái xe về con Đức, lên xe thì con cũng ngủ không à, lái cũ ít lắm. Thì khi về bên đó đó, con Đức mới nói là thôi ở lại luôn dự lễ Phật đản đi tiên. Thì lúc lên xe đó, con nói với con Đức á, con không có ở lại đâu, về bên đó con sẽ mua vé bay về liền. Thì về bên đó được 1-2 ngày con chích vé bay hoài, xong rồi nó cứ 400-500, con kêu con Đức chết với con. Thì con Đức cũng chắc vậy cũng 300-400 và quanh quay không à. Thế tự nhiên cái đi được 1 ngày cái con bị bệnh 2-3 ngày đó, con bị bệnh nằm luôn mấy ngày liên tiếp luôn. Thì trong thời gian con bị bệnh á, con cũng chết với bài, thì cũng là 300-400 không à. Thì con mới nói, con Đức nói thôi ở lại đi, còn có mấy ngày nữa là lễ Phật đản rồi, ở lại luôn đi. Cái khi mà con nói con quyết định ở lại, bệnh thì vẫn còn, thì con mới kêu con Đức, thôi con Đức ơi, đi quyết định ở lại rồi. Con với cô chết vé lại, con trăm mấy à, con trăm mấy mà mua bay thẳng luôn sư phụ. Tôi chỉ quý vị mua vé, sư phụ khi mà quý vị đi pháp hội quý vị có tiền nó bị lên tụng kinh Địa Tạng rồi khấn nói là cái gì hộ pháp đưa để cho con mua, con phải hồi hướng công đức cho quý vị rồi từ từ rồi quý vị tìm được vé rẻ quý vị mua, quý vị tin đi. Sư phụ cho con nói hết. Rồi khi mà con một trăm mấy gì mặc cái áo nó vô là phiền lắm. Không, khi ngồi trong máy rồi bay thẳng, con Đức nói là bay thẳng, con nói là cũng muốn bay thẳng. Thì có 170 mấy rồi, 160 mấy rồi. Khi con ra check in rồi xong rồi, con cũng đi nữa, cái vô trong cái ghế đợi. Nó nói, ủa sao cái ghế không có số ngồi, không có ghế ngồi. Cái con lại sao sợ, con nói sao cái tích của tao không có số ngồi, đúng không, cứ ngồi đợi đi. Cái tự nhiên chút, xong rồi thấy con tên con lắc như này, ngồi phải lắc. Bởi con có chụp hình cái kịch đó, con gửi cho mấy người coi. Thì chị Lê Quyền với lại anh Thiện Đạo với lại mọi người nói là tại vì em nghe lời sư phụ cuối cùng á, hộ pháp kém lại. Cuối cùng cho em về xong xuôi rồi á, cho em về thất pháp bay thẳng luôn. Ai gì nữa. Thật ra khi mà tụi con ngồi cổng nghĩ lại tất cả những cái sự việc ở trên thế gian này đó, nó đều có cái thế giới vô hình mà
Nếu mà không có cái thế giới hộ pháp đó thì tất cả những cái già lam, những cái ngôi chùa đàng hoàng không thể nào sống nổi hết. Quý vị nhìn rõ cái hệ thống của thầy, khi mà nó sụp cái chánh điện này, thầy chưa bao giờ mở miệng xin kêu gọi, quý vị có hiểu không? Âm thầm cứ làm, và làm tới đâu thì tự động nó có người họ cũng đúng như vậy thôi. Và cái hệ thống này nếu mà không có hàng thiên long hộ pháp hộ, nó không thể chịu nổi đâu. Coi như là cái làm mấy chục ngàn đô la một tháng, nhưng mà rồi cũng đi đâu vào đó. Tôi tin tưởng lắm, thành ra khi mình phải có cái niềm tin là có một cái hàng hộ pháp họ hộ những cái đạo tràng tu hành trong đời Phật pháp này. Cho nên khi quý vị biết về thì quý vị rất là sợ. Chẳng hạn như bên ngộ bây giờ nó rất là sợ, nhất cử nhất động nó đều sợ. Tại vì còn quý vị nó ủa tại sao mà mình làm mình không thấy, tại vì tại sao vậy? Tại vì á, quý vị biết á, là họ giữ gìn cho cái người này để cho cái người này sẽ lên cái cõi, tại vì chư thiên họ xuống hộ về những người mà sắp qua, phải không? Chẳng hạn giờ giờ họ mình đang bảo lãnh mà trên cõi trời cũng có thân nhân cũng bên ngộ nữa, bây giờ mình đang làm hồ sơ bảo lãnh cho một người nào đó thì mình bắt người nó phải giữ gìn rất là tốt, hoặc là mình đang xin vào cái hãng nào đó thì mình muốn mình phải clear lên mới vào được, hiểu chưa? Họ sẽ nghĩ họ báo từ con vậy là tụi con rồi luôn cái lỗi là có như tội chướng này người họ nó lên đi xuống, thật là họ không hồn. Còn tới lúc nào cái gì vậy? Con lái xe để đi lên trên chùa, mà con đi lên cái con đường mà một cái xe nó chạy rất là nhanh, khoảng 80 mấy mà nó đâm thẳng, tức là con lái lên thì người ta đâm xuống, mà con đang để kinh Địa Tạng của sư phụ thì con thấy một giống như là không thể nào mà tránh được cái tai nạn đó, mà họ đang phóng nhanh mà họ đâm thẳng vô trong cái xe của con mà con đang đi lên, thì tự nhiên con thấy cái xe đó nó giống như là cái mũi tên tự nhiên nó đang bay vô trong cái xe của con mà nó quẹo qua, nó chắn mất, nó giống như là có một cái lực nào mà nó đẩy cái xe nó đi ra ngoài, là con nhìn của ủa sao mà cái xe này con không thể nào con tránh được, vì nó đang chạy tốc độ nhanh rồi nó đâm vô trong cái xe của con, mà tại tự nhiên con thấy cái xe nó đẩy cái xe đi ra ngoài, và trong khi con đang để kinh tụng kinh Địa Tạng. Thành ra ai mà kẹt tiền á, lại kiếm được xin phước không đi. Ngày hôm qua trong giấc ngủ thì thầy có cái giấc mơ, thầy tự nhiên là ngày hôm qua mà dùng thì giỡn giỡn với cái vị thần đó, vị thiên la thiên thiên hỏi chuyển nó lên được chưa, hỏi nó chưa đó. Thì trong giấc mơ tự nhiên thầy không nghĩ đó là nó giỡn thôi mà, thì cái người đó nó nói thế này. Cũng như trong cái tâm thầy thì nó chỉ có tu hành nó đóng góp rất nhiều mà tại sao nó lại không được lên cõi trời, thì cái người đó mới trả lời nó bị nghiệp ái ràng buộc nó không được lên cõi trời. Chứ nó nghiệp ái gì không phải, nó nghe kỹ cái này thật nè, thì nói là những người đàn ông khác thì họ không được hạnh phúc hôn nhân trong giấc ngủ, còn cái người đệ tử của thầy đó là vợ chồng nó rất là hạnh phúc, nghe, vợ chồng nó hạnh phúc, cho nên cái tâm thương vợ thương con và hai người này quá hạnh phúc, cho nên nó không có về cõi trời, tại vì nó bị cột dưới vợ và con. Thầy nói cái đó đúng sai thì không biết, thì trong giấc ngủ thì giật mình là cái là thì vậy thầy mới đi đốt rác tiễn sư phụ, không con không bao giờ nói chuyện đó thầy cũng biết, nhưng mà nói rằng hai vợ chồng của Triển rất là hạnh phúc, hạnh phúc tức là tâm đầu ý hợp. Thì nó trong cái giấc mơ, tại vì hôm qua thầy nói chuyện, thầy hỏi chư thiên và thầy chọc con chơi chứ không có ý gì, thì nó ngày được lên không? Chưa lên. Thì trong tâm thức của thầy khởi cái niệm của nó tu hành, nó đã từng chui giao duyên với vị chú đại bi, nó có hiếu cho mẹ, tại sao nó không lên cõi trời được? Cái thầy khởi cái niệm đó, thì tối nay cái gì đó mới là vì gia đình nó bị ái, nghiệp ái, thì tôi hỏi ái gì? Đó là cái ái tức là cái tình thương vợ chồng của tụi nó quá hạnh phúc, quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Đó là cái khổ. Khổ.
không có nói thầy đâu có biết, con chưa bao giờ nói cái chuyện đó, con chưa bao giờ nói chuyện đó. Nhưng mà trong giấc ngủ sư phụ thấy như vậy, tại hôm qua sư phụ chậm mà trong tâm sư phụ ngày hôm qua thầy lúc người đó nói không được mà thầy có cái dạ thầy bất đồng ý. Tại chuyện đó rất có hiếu với mẹ, người đó rất có hiếu. Mà tại sao vậy? Thì cái vị đó nói chuyện với thầy tại vì luyến ái vợ con, mà thí dụ tại vì nó gia đình nó quá hạnh phúc. Người thầy đâu có biết, thầy nghĩ gia đình nào cũng có gây lộn, nhưng mà nó chuyện nó hạnh phúc. Thành ra chuyện nó mong lúc nào nó cũng kêu vợ nó là cưng á. Kêu cưng á. Ở trong này có ai được ông xã kêu cưng không? Làm chở đi, trước khi làm chở đi, đi làm về, đi đón chờ sẵn. Ở đó trước 5 phút, trễ 5 phút bà gọi đi. Chở vợ đi làm, vợ là dược sĩ. Và vợ qua Mỹ 80, có bằng lái đầy đủ rồi. Không, cái đó là tự nhiên thầy quý thầy. Thầy qua thầy hỏi cái thầy chậm, nhưng mà trong cái tư tưởng của thầy, thầy nói sự kỳ vậy, thằng này nó có hiếu. Thằng này nó rất có hiếu với mẹ đó. Mỗi lần đó, mẹ lại nhà là ôm mẹ không, không, không biết. Nghĩa là rất là có hiếu với mẹ. Con hiếu với vợ nó sư phụ cái đó là tình yêu của người ta, mình được tình yêu, nhưng mà cái đó nó trói buộc, trói buộc. Tôi hoàn toàn tôi không biết cái chuyện đó. Tôi trong đầu tôi nghĩ thế nào vợ chồng cũng gây gỗ nhau chứ không sao được, mà nói với anh này đó, cái người đó nói là tại vì đệ tử của thầy đó. Tại trong tâm thầy thì nó có hiếu, nó phải lên của trời, nó tục lên đi, nó đã từng tu giao duyên, mà nó cũng đã hộ niệm cho ba nó lên. Nhưng mà tại sao nó một con quả mà nó học được của trời trong cái tâm ngày qua là thầy chậm, nhưng mà thầy không có đồng ý cái câu trả lời đó. Nhưng mà tự nhiên nói là tại vì nó bị cái nghiệp ái, thì trong tâm tôi nói ái cho lên cõi trời, nó không, nó ái vợ ái con và nó quá hạnh phúc ở cái cõi này thì nó không cần lên cõi trời. Tiễn ơi, hay kêu vợ một cục cưng phải không? Bây giờ thầy cho chuyển thêm hai chữ nữa, cục cưng xinh đẹp. Dạ, A Di Đà Phật, dạ thưa phụ, con cái này con hơi làm bạch ám chút xíu. Dạ, gia đình chuyển cái hạnh phúc lắm, vợ chuyển nó tâm sự với con. Thấy chị Lữ Nguyệt biết không? Em đi làm về tiền bao nhiêu em không biết. Sàng là em đưa cho ổng không à, ổng làm gì cũng làm. Bà rợ lũi mà không có đi nuôi vợ bé em cũng không biết luôn nữa. Rồi sư phụ biết không, chuyển đi pháp hội vậy đó, mà ở nhà vợ đi làm vậy đó, phải viết kinh địa tạng cho chuyển đi. Vợ chồng hạnh phúc lắm đó sư phụ. Dạ. Có một cái tật, cái tội của sư của chuyển á, là đi khi mà vô pháp hội rồi á, là lo chăm chú làm, chăm chú tu, không có gọi về nhà. Rồi vợ giận vậy thôi, cái về năn nỉ phụ nhớ là lúc trước đó, bây giờ dặn con rồi, hai em mình mấy người chuyện đó, nó là cái chưa hết nữa, nói ái vợ một, ái hai đứa con gái nữa, rất là lo cho con gái. Thành ra hai cái nhân đó mà cái người nam đệ tử của ông không lên cõi trời, chứ không phải nó không lên cõi trời được. Dạ, và tôi mới hỏi trong giấc mơ tự nhiên thầy thấy là hỏi đồ như vậy, trường hợp nó được lên cõi trời, chúng ta có lại rước, ví dụ nó chết chúng ta rước nó cũng chưa chắc nó chịu đi nữa, tại vì nó vẫn thương con. Mà tôi cũng biết thầy đó thật, mà thật sự á, chuyện á, đời trước đó là một vị tăng á. Thì nó luôn, nếu mà nó gặp sư phụ mà, nếu mà nó không gặp, không có gia đình á, thì điểm xuất gia. Điểm xuất gia. À, điểm xuất gia, nhưng mà đó là cái chuyện bình thường, thì Đức Phật có tứ chúng mà. Thầy đâu có bắt đệ tử thầy đi tu đâu, mà tu ta cũng được, thì nó tu tại gia, hành duyên mà cần cũng tốt. Nhưng mà cái câu ngày qua nó nói chuyện không có được lên của trời, khi mà vị hộ pháp nói là thầy sốc liền, thì nó này có hiếu lắm thì phải lên của trời thôi. Hơn nữa nó tụng chú Lăng Nghiêm, chỉ yêu chú Lăng Nghiêm, rồi hiện giờ tụng kinh, rồi đi hộ niệm với thầy rất nhiều, tại sao được? Nó không phải, tại vì
cái nghiệp ái với này nhiều quá, gia đình hạnh phúc, trả lời rõ ràng vậy. Thật ra thầy mới có câu trả lời, chứ quả thầy chọc chọc nhưng mà thầy không có chịu, tại vì thầy nghĩ những đứa con hiếu đều được bên với trời, mà hơn nữa nó là tu, đã từng xuất gia yêu duyên. Dạ, thưa thầy, con có một câu chuyện muốn xin thử thầy. Bạn con là của Mỹ ở đây, ở Ohio, có một lần cũng mấy năm về trước, em gái của cô là mổ ruột, sau đó là 3 tháng thì cô đó nó đau lại rất là nhiều trong bụng. Thì cổ mấy con hỏi con nói là tại sao không dẫn đi bác sĩ mà để như vậy mà đau tiếp tục. Thì cổ nói là không biết nữa, tại vì ông chồng nói là để từ từ thêm chuyện rồi hãy đi. Cái con nói trời, đi làm tiệm nhiều tiền mà tại sao mang bệnh mà để nhiều rồi hãy đi một lần. Rồi con mới nói vậy xong rồi tối đó con ngủ thì tự nhiên con nghe có một cái tiếng nói là kêu cái người đó không có xong đâu nha, để như vậy là không xong đâu nha. Thì sáng sớm con dậy, con lật đật con gọi điện cho cô Mỹ bạn con nói là mày phải tức tốc mày chở em gái đi vô bệnh viện ngay đi, không có được rồi. Thì bạn con mới nói, ủa mày nằm mơ mày thấy gì? Tự vì con hay nằm mơ là con thấy những cái chuyện gì á, không là con kêu người làm liền. Thì con nói vậy, con nói ừ, tự nằm mơ nghe cái tiếng biểu là không xong đâu, phải đi ngay thôi, không xong đi. Rồi không, mà không có biểu ai, nhưng mà cái tâm con là con biết là cái người đó. Thì con kêu ngay cô Mỹ á, thì cô Mỹ ở dưới nhà ở bên Mỹ này mới là chở đi, thì vô là bị nhiễm trùng ruột tiếp tục. Con không biết đó là tại sao mà ai nói mà con biết. Thật ra đó, có những người từ ở các cái cõi mà có thiên nhãn xuống, từ cõi trời xuống đó, thì chúng con có những cái bạn bè, bà con chúng con ở trên đó. Thành ra khi họ xuống rồi, cái người mà bạn của con mà con nói đó là không có phải là bà con đời này, nhưng mà bà con đời trước, con hiểu chưa? Thành ra có những cái gì liên hệ họ nói cho biết vậy thôi, chứ không có gì hết. Chúng ta đều là bà con của nhau hết rồi. Thì hôm nay trở lại cái vấn đề nãy, có một người hỏi thầy, cô Minh Ngộ, cổ chưa chết mà cổ cũng không có nguyện là gì, tại sao cổ lại thấy cô ở tay qua một cái biển, hay cô thấy cái biển rồi có những con thú hình thù lạ lùng, rồi thấy có những người chụp lên chụp xuống, rồi con thú đó nó chụp nó ăn thịt, thì giống như trong kinh Địa Tạng mà cổ chưa bao giờ. Thì thật ra tại vì cô Minh Ngộ cổ quá là tôn sùng kinh Địa Tạng mà quá tin vào cái ngài Địa Tạng, thành ra cho con thấy thành ra con biết khi đến địa ngục á thì ai đến được, một là do quan thần, hai là do nghiệp lực. Thì con á nhờ con tùy trung Địa Tạng rất là nhiều và con tin ngài Địa Tạng quá mãnh liệt, hiểu chưa? Thành ra cho con thấy được cái cảnh địa ngục đó. Gì vậy? Đưa cái microphone, 59 tuổi hả? 59 tuổi, đưa nó lại đi, 59 tuổi con thấy cái gì? Con thấy con đứng ở trên cái quả địa cầu, có một vị mà con không biết là ngài Đức Quan Thân Bồ Tát hay là Đức Mẹ Maria, thì con đứng cạnh ngài chỉ cho con là xuống cái chỗ trần gian này nè, mà con nhìn xuống cái đó là rất là đông người. Yeah. Và giống như là một cái nhà thờ mà con không biết nhà thờ hay là chùa. Lúc đó con lên thì ngài bảo là con đi xuống cái chỗ này nè, chỉ con đi xuống dưới cái chỗ đó mà cho con nhìn thấy. Con lúc đó con bé quá, con bảo sao kỳ quá mà con hay nằm mơ thấy bay lên trên trời không à? Dạ thì tôi đã nói rồi, quý vị từ cõi trời mà rớt xuống đây đó, thì hồi
đó mình, những người mà hoặc là những người trì chú tụng kinh, tụng con trì lắng nghe một thời gian, tụng con trì chú thì tụng con sẽ thấy tụng con bay, tụng con sẽ thấy tụng mình quên tay mình bay. Thì những người nào mà trì chú mà không thấy bay đó thì chưa có đạt. Tụng con trì chú thời gian tụng con sẽ thấy tụng con bay, bay trên các ngọn đồi, bay lên mây hoặc là bay lên các cái chỗ cao, tức là cái thành thức của mình nó nhẹ rồi, cái nghiệp mình nó nhẹ, mình sẽ bay lên đó. Rồi tụi con sẽ thấy ói ra những cái chất bất tịnh trong người. Rồi có người trì chú thời gian thì thấy những cái con dòi, con trùng ở trong người, là mình nằm mơ mình thấy như vậy. Đó là những cái tốt chứ không phải cái xấu, đó là những cái tốt. Thí dụ như ngày hôm qua cái cô Lê đó, cổ bị các vị thần, các vị hộ pháp thai phiên nhâm nhập vô cổ. Thì tại sao họ thai phiên nhâm nhập vậy? Tại vì họ có mặt ở đây từ khi thầy phát tâm mà coi như cái sửa chữa cái tháp địa tạm để mà thầy khởi tâm tu. Thành ra cái ngày mà cổ lên đây đi với lần đầu, cổ thật sự cổ mới là đến chùa của thầy đi, mặc dù cổ đây cổ mới đến thầy khoảng chừng mấy tháng nay thôi. Mà lần đầu tiên cổ lên chú center thì cổ đi phụ lên đây công quả, đi dọn dẹp, tức là những người Phật tử tổ đình. Rồi cái ngày thứ hai, chuyến thứ hai tuần sau thì cô đi với cái nhóm bạn, rồi cô dẫn bạn đi. Thì cậu đi từ trên pháp xuống là cậu cầm máy, cậu chụp ra ngoài, mà sau đây là dính vô chỗ cậu vô ngày qua cậu nói thì có cái hình ngày điện tạm mà bay từ cái cây mà có hồng vang đó. Tức là khi mà ngày qua ta nhập cho cổ đó, là người ta muốn cho tụi con có niềm tin, tức là có cái hạt thiên long hộ pháp ở đây. Rồi hồi tối đó, trong giấc ngủ đó, thì chúng mình thấy cái chuyện chuyển xong thì thầy lại thấy tiếp cái cảnh. Tại vì thầy không đón được mấy cái người mà nằm. Hôm qua có mấy cái người nằm rất lâu chuyện, thầy không đón được. Thì những cái người đờn, chi thiên mình biết, đờn thì bà, khỏi sáo, múa, mình biết hết. Ông địa mình biết, rồi cái vị thần và bẩm cung, mình cũng biết luôn, có là những vị hộ pháp, đúng không? Nhưng mà có cái người nằm, họ nằm kiểu này, họ nằm kiểu này thì sau đó thì thầy hỏi đó là một cái gì, đó là một cái gì, họ xuống họ khai thị với chúng ta, họ khai thị với chúng ta, tức là chúng ta buông bỏ hết đi, cũng kiểu như họ dạy chúng ta đó, họ dạy chúng ta không nói gì hết, một cái gì đó, cái kiểu họ nằm rất là thoải mái vậy đó, họ nằm, chồng, thật ra những cái đó là những cái gì, mỗi cái gì xuống, cái gì xuống là lễ ngày địa tạng. Rồi đi, mà những người nam họ xuống đó, thì đa số cái gì họ nhìn giáo, nhìn giác. Rồi họ trợn mắt họ nhìn, thì họ nhìn triển nó đứng sáng rồi thì họ nhìn lên triển, họ thấy triển không phải. Họ thấy thầy là, họ biết thầy là cái người chủ đạt này, thì bắt đầu họ bắt đến họ chào, rồi thầy nói là con cung kính đón chào ngài xuống hộ pháp. Thì họ gặp đầu, thì họ phải ngài là tập trong tạp chúng thiên văn bắc bộ, thì họ gặp đầu, vậy thôi. Thành ra quý vị ở đó có những cái gì mà họ tu hành, họ xuống và cải thiện mình bằng những cái hành động đó. Phải không? Không nói gì hết á. Không nói gì hết. Đó. Cho nên quý vị biết rằng họ cho chúng ta thấy rằng có cái hạt thiên long hộ pháp ở đó. Còn nếu mà tụi con vẫn tu bình thường rồi, tụi không có được cái nhân duyên thấy những cái gì mà trong thiên long bát bộ của Phật, thì tụi con lại có tin nhưng mà tin 50 ha. Cái niềm tin nó không có mặt. Tức là họ xuống họ muốn cho biết rằng cái pháp hội này có rất nhiều thiên long ở đây để mà họ hộ cái pháp hội này. Thì quý vị biết khi vô mà lễ, trước khi mà quý vị để ý, mỗi lần mà sắp ra lần cuối đó, là họ bắt ấn, họ lễ, họ nằm dài, họ lễ hướng trong tháp, là lễ những cái gì mà đang hộ. Xung quanh ngày địa tạng có rất nhiều người mà hộ pháp, nên họ lễ, họ nằm dài, họ lễ xong rồi họ bắt ấn, họ dễ dễ trên cái trán của cô đó. Quý vị có biết không? Là sắp ra rồi đó. Rồi ngày hôm qua đó, thật sự có mấy gì muốn nữa, muốn gì nữa. Nhưng mà sư phụ nói, ông Cửu Quyền đã trễ rồi, xin quý vị để cho Cửu Quyền họ được thọ thực. Thì họ ngưng lại, nó lại họ còn vô nữa. Ngày hôm qua buổi chiều, họ cũng muốn vô nữa. Con biết mà lên, buổi chiều ngày qua tụng cái kinh vô lượng thọ viễn phần 2 đó, là họ muốn vô, đó là chính con cũng có giái phải không? Con gái thì sao? Không,
giái cái gì để nói nghe. Dạ, à, lúc đó thì con lên khoảng lúc mà sắp sửa tụng vô lượng thọ phần 259 trở lên. Dạ, dạ, à, sắp sửa vô lượng thọ phần 259 á, thì thầy cũng bị thì con cái da cái có độc hai con mắt của con nó nặng trước. Nặng. Bắt đầu nó lên qua khỏi cái đầu tới cái da của con, thấy nó nặng quá. Xong rồi con mới nguyện, con nói thôi hôm nay cho con đừng có cho con đi chơi nữa mà cho con đi tu. Thì ở đây cũng có nhiều Phật tử để mà muốn đi tu vì ông bà của anh ta gửi trên này. Thì cầu xin quý vị để cho con tu thật cho xong cái quyển Vô Lượng Thọ. Rồi tự nhiên nó nhẹ lại chút rồi nó nặng lại. Nó nặng lại thì con cũng nguyện tiếp. Con nguyện tiếp thì cầu xin chứ con không có muốn là nó bị gián đoạn đi. Gián đoạn cái tụng kinh của mình. Dạ, nó gián đoạn cái tụng kinh rồi con không muốn là mất cái phước cho quý ngài đã bỏ công sức để bỏ những cái ngày làm mà đi tu mà bị như vậy thì con không có muốn. Cầu xin quý vị hoan hỷ để mà cho quý ngài đây để được đi tu cho thầy được làm cái chùa được làm cái pháp hội cho nó hoàn mỹ. Thì tự nhiên nó nhẹ một cách giống như là cái giống như một cái bông bóng rất là nhẹ nhàng và mát. Cảm ơn con. Bây giờ để thầy nhấn mạnh cái vấn đề rất quan trọng. Khi mà bắt đầu con nghe nặng và bắt đầu khi mà họ đẩy con ra rồi thì lúc đó con toàn con không biết gì hết. Lúc mà khi mà cái gì nó nhập vô, cái gì chi tiêu nhập vô con không biết gì hết, phải không? Con chỉ thấy con đi chơi. Dạ con đi chơi thôi. Ai dẫn con đi? À, con không biết có một cái đi chơi á thì con thấy một một vị giống như một vị hoàng thượng á. Vị hòa thượng? Dạ. Mà mặc đồ vàng dẫn con dạ, đi. Dạ mặc áo vàng. Rồi. Mặc áo vàng dẫn con đi. Bay qua cái biển rất là đẹp. À, dạ bay qua cái núi. Núi. Dạ. À, con bay qua cái núi nhưng mà cái hoàng thượng dẫn con bay bay hoài, con không biết bay đi đâu. Nhưng mà cũng bay cứ lên nó hoài luôn, con thấy cái mai này không tới mai nữa. Dạ thì họ bay lên núi Tu Di. Dạ các dạ. Gì họ đưa con lên núi Tu Di tại vì khi họ bay lên núi rồi đó thì vô một cái nhà mà con thấy khi vô trong đó thì cái cửa mở ra mà nó một cái sáng nó đẩy ra giống như là sáng lắm. Khi mà mình bước vô thì nó chói mắt mình không thấy được. Chập rồi đó, thì nó thấy là nhiều hoàng thượng, nhiều vị hòa thượng. Dạ mà đến không có được rồi. Dạ con thấy rất nhiều hoàng thượng. Thầy sẽ nói chuyện gần gần bản phá thầy nói chuyện là có năm cái cửa đó, con sẽ đi qua mình con thấy năm cái cửa. Yeah. Thì cái cửa là cái gì đó thì thầy sẽ có một cái bài pháp thầy nói riêng vấn đề đó. Và thầy muốn biết cho quý vị biết rằng khi mà một cái vị họ xuống đây họ mượn cái thân của này để mà họ giao tiếp với thế giới loài người đó thì quý vị biết rằng nếu mà như vậy trong người ta có tám thức thì cái nào đi, cái thức nào đi. Thật ra đó, khi đó đó là tất cả các cái thức kia nó đều trở thành ra là những cái thức mà nó giao tiếp, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cũng như mặt ra thức. Còn lại trong thân cổ đó là cái thức thứ 8. Nếu mà đi luôn cái đó là cổ chết á, bây giờ thầy nói không? Thành trong thời gian á mà khi họ lấy cái nhà, tức là cái thân tứ đại này thì con không biết là thôi con về con có coi lại những cái phim mà con đứng cho coi không? Dạ con coi nhưng mà con không nghĩ là tại vì người ta cái môi rồi nở là môi toàn là đỏ. Đẹp lắm, thì con thấy nó những cái trạng thái rồi ông địa rồi con thấy đó. Thì hoàn toàn là họ sử dụng, cho nên khi chúng ta hiểu được cái này rồi để Đức Phật nói tướng tự tâm sinh. Cũng một cái tướng con như vậy nhưng mà cô gái vô thì ra cái tướng cô gái, cái môi cười duyên. Mà tướng đàn ông vô thì tự nhiên mặt chữ điền, rồi tướng cái gì hộ pháp vô thì nghiêm trang, rồi bắt ấn rồi kéo cung. Rồi cho nên quý vị thấy rõ cũng một cái thân này, nhưng mà đẹp xấu do cái tâm mà sinh ra. Quý vị hiểu chưa? Và cái cô này đó rất là tốt, tại vì nếu mà thấy con dẫn đi những cái cảnh khác thì không tốt. Tại cái những vị này khi họ dẫn con lên, con thấy con bay lên thì con vì tụi con vô Google sợ coi cõi trời
Tứ Thiên Dương ở đâu? Còn trời sinh Tứ Thiên Dương ở lưng núi Tu Di. Còn khi đầu tiên có phép biển đầu tiên đó, đó là cái cõi của Atula. À, Atula là ở dưới chân biển. À, kế đó lên chút nữa đó là cái cõi trời, cõi trời Tứ Thiên Dương. À, là nó nằm ở lưng chừng núi Tu Di, rồi họ vẫn bay lên nữa là cõi trời Đau Lợi. À, cõi, cõi trời Đau Lợi. Thì ở trên đó, đó là chút nữa thầy sẽ giải thích cái tại sao mà nó có cái tầm cái cửa. Thì nó khi mà con lên cái cõi trời, cho tới khi mà con trên cõi trời Đau Lợi có những cái nơi mà người ta tu hành, có những vị tăng mà họ tu hành, họ về cõi trời thì nó có thấy những hòa thượng mặc áo vàng không? Còn nếu mà con thấy cung nữ thì không tốt, nhưng mà con thấy cái đó là cho thấy rằng những cái người xuống ngày qua đây là những người chư thiên bác bộ mà hộ pháp cho người tu. Thành ra họ dẫn con đi lòng vòng, họ dẫn con đi. Họ nhưng, có cái... nhưng mà nó có một con chim rất đẹp, con đứng trên con chim đó, hay là đứng trên con chim đó rồi con bay theo cái người đó. Yeah. Con chim nó đủ màu sắc đấy. Yeah. Con chim rất đẹp, con chưa bao giờ thấy con chim đó ở ngoài. Con chim nó lớn chứ không có nhỏ thầy. Dạ. Chim nó lớn. Tại vì nó nhỏ nó chở con sao nổi. nhưng mà thầy, những người thầy sư ở trong đó đó, con chỉ có đứng chút xíu thôi. Họ rất lớn. Lớn không? Họ lớn mà, cao lắm. Còn đứng là chuyện tới đầu gối, họ chưa tới đầu gối. Không có đâu, chưa tới nữa. Chưa tới nữa. Dạ. Chư thiên họ cao tới một hai dấu tuần nữa. Họ rất là cao mà lớn. Trong trên đó tôi muốn khai triển này cho quý vị có niềm tin. À, tức là con nhớ rằng Ngài Quang Tịnh Pháp Sư năm 1967, Ngài nhập định ở trong bên Tàu Tàu, lúc đó là Mao Trạch Đông đã chiếm nước Tàu năm 67. Thì lúc đó Ngài đang ở trong động và Ngài được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn Ngài lên các cõi trời, có thấy không? Thì Ngài cũng đi như vậy, đi như vậy, đi như vậy. Và Ngài cũng thế, và Ngài cũng tới cái động La Hán. Ngày hôm qua đó, là con đã đi qua một cái là coi như là một cái nơi các vị A La Hán ở đó không? Cao lắm thầy. Cao lắm. Mà con không sợ. Nhưng mà nếu mà ra kiểu con trèo lên cái cành con sợ lắm. Dạ. Con sợ té lắm. Con lên cao con sợ, nhưng mà ngày hôm qua con không có sợ. Thành ra đó là những cái vi diệu mà quý vị thấy đọc lại cái Tây Phương Tịnh Lạc Du Ký đó. Thì phải tụng Lăng Nghiêm mới đi, khi nào đi tới những chỗ mà không được được phải tụng. Thì thật ra khi mà các vị xuống đây đó thì họ phải dẫn con đi. Còn nếu không đó, để cho cái thần thức con đi lang thang đó là con kẹt. Thành ra họ dìu con lên cái cõi đó. Mà khi họ dìu như vậy để cho con, sư phụ sẽ hỏi con thấy cái gì. Thành ra cái núi Tu Di rất là cao, 84.000 do thực. Ở đây không thấy cái núi đó, cao chưa thấy, cao lắm. Cao. Cao. Cao mà đẹp. Đẹp. Thành ra trong kinh Phật đều nói ánh sáng. Cái đó nó có nhiều ánh sáng lắm thầy. Dạ, ngũ sắc ánh sáng. Dạ, nó bay qua các tầng mây, con bay lên cao. Thì con vẫn còn ở là kêu là địa cư. Tức là tụi con chưa lên đến cái cõi trời không cư. Khi nào mà chiều ngày nay này kia nó hết vô nữa là con sẽ lên không cư. Không cư chúng ta bay cao hơn núi nữa. Tức là lên tới cõi trời đấu xuất. Dạ, cao nữa. Mà, con sợ thì không sợ đâu, đi vô đây kể cho nó nghe. Con mới kể giờ con ngồi bên Dì Hoàng, con nói Dì Hoàng ơi, con người con nó đừng có đau quá mấy. Con thấy con nhúc nhích vậy, có chuyện gì chỗ nào con cũng đau hết. Thì thật ra đó, ngày hôm qua là con đó, đối với thầy là khi ta lấy cái thân con đó là con chết rồi nè. Chết rồi nè. Thân con lúc nó nhẹ nhàng lắm, con có nặng đèn nữa, con hiểu không? Con bay nó nhẹ nhàng lắm. Còn cái cô Minh Ngộ mà cô cũng thấy biển mà có những con thú dữ nhảy cái chùm dài dồn kia đó là cổ đâm xuống địa ngục. Nhưng mà địa ngục này không phải là cổ bị kiện, giống như tín nữ Bà La Môn á. Thấy cái trai và gái thọt chìm thọt nổi rồi các thú dữ hình thù. Thì họ dân cô cứu là cô biểu chạy đi, chạy đi để mấy con nó giật. Giống có trong giống vậy. Rồi bây giờ mình lễ, để mình lễ về, để mình lễ nghiêm chú để tu về cõi nào. Rồi, mình lễ đặt câu hỏi đi. Dạ, biết cái thức ăn mà tôi nghĩ là nó thích ăn pháp hơn. À, Di Đà Phật, sư phụ, con không biết như nào, con không bao giờ nằm mơ. Dạ. Yeah. Con thấy bất cứ ông bà, cha mẹ, anh em, con không có thấy gì hết. Thì nói chung là thì khi mà con tu anh Pháp Môn
thật sự thì bên bên tỉnh đồng hội họ không có chú trọng về những cái là họ chỉ muốn là mình luôn tu trình độ để được cầu nguyện dẫn sanh về cõi cực lạc, cho nên họ không có chú trọng về những cái chuyên chuyên chúng cái này nọ. Thì thật sự con cũng vậy, thì con cái câu hỏi của con là họ nói rằng là phải nhất tâm luôn luôn nhất tâm, không phải là 7 ngày 7 đêm, nhưng mà cái bên ấn quan ngày xưa nói giờ chẳng hạn như mỗi lúc mà nó không thì luôn luôn cái câu người Phật nhỏ trong đầu tôi làm cái gì thì xong xuôi trở lại người Phật vậy. Thì cái câu hỏi của con đây là mình đi nếu mà mình không nhất tâm như là bên kinh của kinh mà Vô Lượng Thọ nay là đều nói thế, thì mình khi mà tới cái lúc mà gọi là mình sắp ra đi đó, thì con biết là cái cây nghiêng về hướng nào thì mình theo hướng đó, nhưng mà mình bây giờ là nhảy luôn cho lăng tan thì câu hỏi con ví dụ là khi mà nếu mình nghe nhiều về cái chuyện mà hoặc là coi như là thần thông hay là những cái về cõi trời đó, thì cái tâm của Phật tử là hướng về cái đó nhiều hơn là mình niệm Phật để được về cõi Phật. Sai rồi. Ngày qua đó thầy có nói cho quý vị thấy cõi trời họ chỉ là dạo chứ họ chưa có phước trí nhiều là người ha. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, tại vì có những người có phước cõi trời là họ được tu phước thôi chứ không có tu huệ. Mà ngày qua tôi cũng chỉ cho mấy ông thấy là mấy cô gái đó xuống cũng đá đồng nheo với Hồng Đức luôn á, chấp luôn bài, tức là họ vẫn bị cái luật tình thủy nộ ái ố chi phối, hiểu chưa quý vị? Và quý vị thấy rõ ràng họ chỉ khác mình cái là họ ở một thế giới tuổi thọ nhiều hơn, cái thân của họ là quá thân, cho nên họ nhẹ nhàng. Chứ thầy đâu có cao tụng đâu, tôi không thấy. Nhưng mà thầy cho tụi con biết tại sao mà đời xưa thời Phật còn tại thế thì người ta tu nhiều, và tại vì người ta giao tiếp khi cầu Phật xuất Phật cho mình thấy cõi trời, mà dùng cái thần lực của Phật để cho mình thấy. Thì bây giờ sư phụ không dùng thần lực được, nhưng mà sư phụ có cái quyền với cái gì của Phật cho thấy để có một cái thế giới. Đức Phật có nói đó, họ chỉ là một trong cái 6 đường thôi, mà cái đường của họ là quý vị thấy rõ. Thầy chúng nói làm sao mấy cô nó vẫn bị cái tâm tham ái, thành ra cái người nữ mà xuống cái quyền thấy họ chống và họ cười, phải không quý vị? Và những cái đó là họ y như là người chỉ có thể thọ mạng họ dài lâu và cái thân họ là quá xanh, nó nhẹ nhàng vậy thôi. Cho nên cái đó không phải là cứu cánh của mình, và mình biết như vậy rồi để mình biết là cái cõi trời này chỉ là cõi tạm bợ, vẫn còn bị chi phối bởi cõi luân hồi và hướng xuống lớn xuống. Và chúng tôi biết cái như vậy rồi thì chúng con phải tiếp tục, chúng con phải tiếp tục tu. Thì tụi con hiểu rằng trong kinh Địa Tạng nói trên cõi cực lạc có chư thiên không? Có. Người trời đều có trên đó, có A-la-hán, có đủ hết. Thành ra chư thiên khi họ tu trình độ thì họ lên cõi trời, họ vẫn là những vị chư thiên của cõi cực lạc. Thành ra nói với sư phụ đó, sư phụ không có khuyến khích tụi con về cõi trời, tại hỏi thầy nói mình nhìn kỹ với con tim thôi. Họ vẫn y chang như mấy con dưới này thôi. Hả? Xuống mà cười khen đẹp thì sao? Khoái. Hả? Y chang à? Họ vẫn bị động bởi cái khen và chê. Mà bây giờ họ hết phước, những cái người mà họ hết phước ở trên trời có làm cho họ coi như họ bắt đầu qua họ héo, phải không? Rồi họ có mùi hôi, họ đi đâu vậy? Họ đi suốt các đạo tràng dưới này nè, họ nhờ những cái vị đệ tử Phật như thầy tổ chức những cái này nè, họ xuống để họ kéo dài cái tuổi thọ lên nè, thần lực được tăng trưởng nè, ở trong kinh Địa Tạng. Rồi người mình á, mà tu Địa Tạng mình có 28 điều lợi ích, và chư thiên tu thì có nhiêu? 7-8 điều lợi ích, thì con có thấy rõ trong kinh không? Tại sao loài người mình tu thì được 28 điều lợi ích, mà chư thiên tu á, con đọc kỹ thôi, hả? Có 7-8 điều lợi ích, thấy rõ. Nhưng mà thầy khuyên cái chìa khóa mà tụi con dành sách là thế này nè, lúc chết tâm thần không điên đạo. Tụi con điên đảo rồi á, cho dù
Linh Lễ hiểu rằng bác khỏe bác niệm Phật hay lắm, bác không bệnh bác niệm Phật hay lắm, nhưng mà khi quý vị đau á không có dễ đâu, cái chỗ nhất tâm bất loạn không có dễ đâu. Cho nên những cái câu mà Đức Quan Thế Sư nói là ngày bốn cho con gieo cái chủng tử niệm Phật vào A Lại Gia Thức, và khi cái chủng tử niệm Phật đó nó có công năng là một câu niệm Phật nó giải trừ nghiệp chướng. Mà quý vị có thấy một trong cái kinh Địa Tạng, mình niệm được một cái danh hiệu Phật và trong đó cái phần cuối cùng đó thì mình giải trừ được 40 kiếp nghiệp chướng, 30 kiếp nghiệp chướng, có thấy không? Rồi có một cái danh hiệu nó được 1000 lần lên cõi trời có người này kia. Thật sự đó là chúng ta niệm Phật chúng ta cũng được công đức. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái đời mặt pháp này Đức Phật Di Đà không có ở đây để hộ trợ chúng ta, mà ngài A Nan, Đức Phật cũng nói rằng này A Nan, ông chưa chứng quả, ông còn phải là cái bậc hữu học, tức là chưa chứng A La Hán. Đức Phật dạy ông không trì cái chú lăng nghiêm này thì ông không thể nào tránh khỏi ma sự. Cỡ như ngài A Nan thông minh cỡ đó, phước báo cỡ đó, mà Phật nói ông chưa chứng quả, ông không trì chú này, mà ngay thì ngài A Nan là sinh vào thời có Phật đó quý vị. Hả? Là ý thầy không có nói thầy nên những cái điều anh nói bên định tâm còn đúng hết rồi hả? Hả? Mà tôi hỏi quý vị, khi mà những người bên định tâm còn hỏi mà bị ma nhập hay bị cái gì đó thì dùng trong niệm Phật không quớt. Không quớt. Vậy Đức Phật ngày từ bi, Phật coi ma và chúng ta bình đẳng. Mình bây giờ mình bị ăn trộm có mình kêu ông Trung, ông Trung đứng xuống không? Nhưng mà kêu tôi lâu cổ thì nó vô. Cho nên cái chỗ thầy dẫn tắt tắt như cái gì, niệm Phật dẫn niệm, nhưng mà chú phải có. Quý vị không trì chú không tránh khỏi ba sự. Hả? Bác không trì chú, lúc lâm chung cái Địa Tạng nói các cái loại quỷ thần nó còn hiện ra. Người có công đức mà lúc lâm chung quỷ thần nó còn hiện ra, người thân làm cha làm mẹ để nó dẫn dắt cái người đó đi vào trong cái đường ác. Tôi nói cái câu này quý vị sẽ kiểm chứng lại. Ai mà đã có ba má sắp lâm chung, quý vị thấy không? Là chết rồi ai đây chứng kiến á. Ví dụ như ba mình, má mình đang cầm bệnh thì tự nhiên á là bà thấy bà nội về, bà thấy mẹ của bà về, hoặc là ba mình thì thấy ông nội về. Và cái đó là tội người thế gian. Còn cỡ như bên lễ hội hiện, ba như nó hiện Thập Di Đà được không? Thầy Bồ cho con sám hối rồi nhắc lời nhân tiện, con có hai câu hỏi nó sẽ từ một nhé. Thứ nhất là cái đầu tiên á là người ta nói ví dụ như là chúng con đi tìm đọc những cái gì có khả năng coi bói coi đồ ra thầy hay nói trước, thì nhiều người nói về ăn xem nghiệp của người ta, ăn sẽ mang một cái nghiệp, ăn sẽ gắn cái nghiệp của người ta. Nhưng mà cũng là tụi con khi thấy sư phụ đi hồi niệm, rồi những cái người mà họ đang khổ, đang bị khổ, con muốn giúp họ, thì không biết họ đang nghiệp, họ đang trả. Nhưng mà con là dùng tới hướng dẫn họ Phật Pháp, hướng dẫn họ làm cái này cái nọ, thì họ bớt khổ hay nhẹ đi. Thì cá nhân con á, thì con nghĩ ông mình cũng xem cái nghiệp của họ để họ bớt khổ ra. Đó là một điểm thì con xin sư phụ khai thị. Một điểm thứ hai nữa con muốn thưa sư phụ thêm kế tiếp nữa là con đã gặp nhiều người, thì nhiều người họ đi nhiều rất nhiều đạo tràng và nhiều pháp môn giống như dạng Minh Lễ vừa mới nói. Thì con á, thì con người con vẫn khuyên họ là hai điều. Như người đó ô tu tu tại tâm, tôi niệm Phật miễn sao như sư phụ nói nhất tâm bất loạn. Thì con nói là cái nhìn của con á, là có điều rất là hay. Nhưng mà con khuyên hai thứ, con khuyên hai điều. Thứ nhất á, là nên tạo nhiều thiền hữu tri thức xung quanh mình càng nhiều càng tốt. Thì con nói á, là cái nhìn của con á, là lúc lâm chung á, mình rất cần sợ những sự trải nghiệm. Mà mấy cuộc đời mình còn sống á, mình không tạo những thiền hữu tri thức và để làm quen dần để họ tới với mình á, thì trong con đường đi mình ra đi mình đơn độc thì rất là khó. Họ nghĩ là không, tu niệm Phật tôi sẽ có phước và tôi sẽ làm được. Thì còn cá nhân con nghĩ là con hoàn toàn nghịch với tư tưởng đó. Con nói không, mình nên đi chùa và tạo một cái thiền ngộ tri thức để họ gần với mình và cùng. Thứ hai nữa là con nói trong những thiền ngộ tri thức đó họ phải cùng một pháp môn,
Tại vì tuy nhiên là con lý luận là giống như là bạn nghe nhạc, con sám hối sư cũng như là bạn nghe nhạc một viên mà một loại nhạc chính, còn tôi thì nghe nhạc này rồi nguyên thì nội chi thức tới giúp bạn hội niệm, mà tấu một vài bản nhạc khác mà bạn không thích thì có lẽ là bạn sẽ không bao giờ chịu được. Mặc dù cũng là niệm Phật nhưng mà phương pháp hành trì hoàn toàn khác nhau thì nó sẽ không đưa đến cho bạn an lạc, đồng ý nhất tâm trong cái điều niệm Phật. Thì tôi hiểu con nói mà thành ra cái con biết là nhiều việc, nhiều bạn bè họ đi đạo tràng này, họ đạo tràng nọ, và vị này hướng dẫn làm cái này, hướng dẫn về kia để được phẩm sanh, thì con nói là nó cá nhân con nghe cách hướng dẫn của nhiều vị giống như là không có nào nhất thiết với nhau hết và không có nào giống nhau hết. Thì dù con là hàng sơ cơ cùng nhau đi thì con xin phép được thay thì với con đó. Khi mà Đức Phật còn tại thế, Ngài A Nan có một người dương tử là bạn. Ông dương tử đó là bạn thân của Ngài A Nan. Đức Phật mới có Phật nhãn, Phật Ngài bữa đó Ngài A Nan, Ngài mới nói con có người bạn là dương tử. Lúc con còn chưa đi theo Phật thì người rất là thân. Thì Phật mới nói A Nan, ông dương tử bạn của ông chỉ còn sống có 7 ngày, tụi con biết chuyện đó không? Thì có phải là Đức Phật có xen vào nghiệp của ông dương tử đó không? Tại vì Đức Phật vì cái lòng từ bi, Phật nói rằng thì bây giờ con về con báo cho ông dương tử nó biết, thì trong kinh mà không biết xuất gia đó thì A Nan báo, phải không? Nhưng mà ngày xưa Phật nói đó là đâu chúng đó kể cả vua Thiện Sanh là ông già vợ của Phật, đúng không quý vị nhớ? Ông làm 7 cái tháp ông ngay mà cũng chết, đó là chết cũng chết nè. Thì nên dương tử ông biết rằng ông 7 ngày nữa thì Ngài A-nan nó đứng đầu sư tôi theo ngài, ngài nói gì có đó, ông hy vọng sao ta ăn chơi 6 ngày rồi ngày cuối cùng ta sẽ đi xuất gia. Và Đức Phật nói chỉ có xuất gia mới thoát được cái nạn này thôi. Đó. Cho nên quý vị biết là cái vấn đề không phải là xen vào nghiệp, và những người đó là cái nhân duyên với mình tự động, họ có đủ nhân duyên cho con đến. Thành ra những người mà họ đến với thầy, còn nãy nó ý thầy nói rằng ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài trở về lần cuối cùng để độ mẹ, đêm đó ngài thầy ngài thì hiện bệnh có là thì hiện kiết lỵ, cái gì nhớ không? Thì hết ông trời này xuống thăm ông trời kia xuống thăm, cuối cùng cái ông trời Thạp Thiên tức là ông trời của ông tổ của Bà La Môn ấy, ông xuống thì bà mẹ cứ theo dõi con mình. Thì lúc đó mới ủa đầu tiên thấy có 4 ông xuống đeo gươm để xuống thì xuống thăm, thì bà đứng người bà dọn rồi bà thấy ông trời Đế Thích, rồi bà thấy tới ông trời Giả Ma, cuối cùng thấy ông trời Đại Phạm Thiên Vương tức là ông tổ của bà đang thờ. Bà thấy ủa mình thờ trên này ông giáo chủ mình tại sao cũng xuống thăm con mình, thế là con mình lớn quá. Bà mới vô bà hỏi vì sao cái ông đầu tiên mà 4 ông ăn gơm ở đây dài, 4 ông nó đang gác định xá tức là ngôi trời Tứ Thiên Vương, ông chỉ là cái người cư sĩ, đối với con thì nó là 4 người gác trong chùa. Rồi cái hỏi ông trời đâu muốn xin gì, ông nói là cái người ông chăm coi về sự ăn uống, coi chỗ nào thiếu thì ông đưa đẩy người ta chư thiên xuống hộ. Thành ra tôi muốn cho quý vị thấy rằng thấy các vị hộ pháp là ngày qua chỉ là họ cũng là cư sĩ, họ ở cái cảnh giới đó, nhưng mà họ để tiểu Phật họ xuống họ hộ pháp. Cho nên cái câu là trời Atula giả so đẳng, đến đây nghe pháp nên chí tâm ủng hộ Phật pháp hãy trường tồn, mỗi vị hãy nghe lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không. Trên đất liền có nghĩa là họ ở trên các cõi trời mà có núi tu gì, ở hư không tức là cõi trời không tư thiên, từ cõi trời Dạ Ma trở lên. Cao nhất ở cõi đỉnh núi là chỉ có cõi trời Độ Lợi, mà không thiên là bắt đầu Dạ Ma đấu sức quá lạc rồi đó. Đó. Thường đối với loài người sanh lòng từ, tức là khi họ là sanh lòng từ, nếu mà loài người có làm gì vậy thì hãy khởi lòng từ, đừng có trừng phạt. Thấy không? Ngài nên tự mình nương pháp ở, tức là nguyện họ nương vào cái pháp của Phật ở, nguyện các thế giới thường an ổn, tức là nguyện cho họ đừng có đánh nhau với Atula. Phước trí vô biên, độ quần sanh, tức là bị họ tu nghĩa là bao nhiêu thời nghiệp hải diệt trần. Để những cái câu đó là từ trong kinh Phật đã nói rồi, thành ra thầy cho quý vị thấy để quý vị coi họ chỉ là những người hộ pháp thôi. Hả? Ở trong này quý vị thấy cái pháp hội này xong, người vô đi nghe kinh, người tụng kinh, và có những người đi lang thang các cổng. Hả? Ông ba đó, ông các cổng, rồi có người đi mua xăng, người đi mua nhớt,
người đi mua nước, người chạy đồ ăn, thì chúng ta không có cái gì hết. Tại vì cái quý nhất của tất cả những người đó đều là có cái Phật tánh và chúng ta có cái Phật tánh. Nhưng mà chúng ta nó cầu về cõi cực lạc là tại vì chúng ta đối nghiệp nhận sanh. Chúng ta ở cõi này chúng ta chịu không nổi với quan gia thế chủ. Chúng mình lễ trong một đời này chúng tạo ra nhiều quan gia trước khi chúng quay đạo Phật, sư phụ cũng vậy. Cho nên cái mà thầy nói rằng Đức Phật khuyên mình tu có môn gì, chư tổ đều soạn ra cái thời Lăng Nghiêm bắt phải tụng, chứ không có chú Đại Bi phải tụng, kinh Địa Tạng phải tụng, chứ làm sao được. Thành ra có người mà bây giờ những cái danh từ mà nói nhất tâm bất loạn, tôi nói xin lỗi, ở thế gian này không ai nhất tâm bất loạn được ở cái đời này. Tôi dám nói thẳng một câu luôn. Hả? Con xin bổ túc là cái bên cái kinh họ nói là cái bên Tịnh Tông mà nó không quan trọng cái chuyện hộ niệm, không phải không quan trọng, nhưng mà nếu mà có cái duyên thì chỉ có cái thức là niệm, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tự, cái lúc đó nếu không có thiền ngộ kiến thức thì mình chỉ là cái là người ta lợi là niệm một câu thôi là mình lọc theo đó là mình được, đó là cái quan trọng bên Tịnh Tông họ khác, họ khác, nhưng mà họ không có phủ nhận cái chuyện là có thiền ngộ kiến thức lợi thì rất là tốt. Nhưng ý nói là nhiều khi cái duyên của mình không có thiền ngộ kiến thức lợi thì mình cái là lúc từ đầu mình vẫn niệm Phật hàng ngày để mình có cái chủng tử, chẳng hạn như nói là nhất tâm bất loạn, à không phải, gọi là bất niệm tự niệm, nó luôn luôn có câu niệm Phật trong đầu. Thì có nhiều người đã xuống như lại cậu càng ở dưới Thác Sát là thầy Thích Minh Tuệ, họ đã thu thập được cái pháp môn đó, nghĩa là đến một mức nào thầy nghe trong đầu luôn luôn có tiếng niệm Phật đó. Cho nên là còn chỉ bổ túc cái câu đó, với lại là khi con niệm Phật cũng không có làm mơ, nhưng mà khi con phụng chú con làm mơ đó, thầy là hai con không biết như thế nào, nhưng mà để con phụng chú con thấy mơ thì mình lại mà khi niệm Phật mà con niệm Phật tới cái lúc mà như lúc trước mà con không bao giờ thấy gì, cho nên con ngủ yên lặng. Đó là câu hỏi con. Thật ra đó, ông niệm Phật mà tốt thì hiện tại tôi chỉ nói là ông chưa có bệnh, tôi đã đi nhiều đám lắm rồi. Ngay cả đi sư Như Thủy, chị của thầy chủ trương không tụng lá niêm, và chị của thầy đó tu thiền. Có khi nào quý vị thấy đi sư Như Thủy tụng kinh không? Hả? Tụi con đã từng theo bao nhiêu pháp tòa, lý sư Như Thủy đi hết đạo tràng này đạo liên, có khi nào quý vị thấy bả lên đã tụng một thời Lăng Nghiêm chỉ tôi coi? Hả? Nó phải báo với tụng. Rồi cuối cùng khi mà nghiệp trước nó giật bả mà niệm Phật không đó, coi lại cái cảnh đi, yêu cầu Lăng Nghiêm, cái cuối cùng mà chúng tôi đi bả chết trong tiếng Lăng Nghiêm, quý vị có biết không? Hả? Thì bây giờ ông nghĩ bà chị tôi bả tu mấy chục năm, bả là có bằng coi như là cử nhân Phật học đậu thủ khoa của nhà Thạch nữa, tôi hạt bé cho bà thủ khoa, bà là một giảng sư giảng cho tăng. Hồi xưa bây giờ có pháp lệ là các trường hạ mà bà là nội chiến hồi đó, bây giờ thì giảng sư nhiều, nhưng mà quý vị biết là đi sư dễ sợ, mà bà hồi đó bà cũng ở rồi lên quan định nữa, các sư bà đều biết hết. À, nhưng mà quý vị chỉ giùm tôi một cái clip nào chỉ tôi tụng kinh coi, có không? Mà niệm Phật không á. Nhưng mà cuối cùng rồi con có cái cảnh nó quằn quại ngay ở trại cái chùa đó, chùa Phú Hiền. Mấy sư cô đó nói đừng cho, đừng quay cái cảnh này đau lòng, nó phải quay. Mấy bà sư cô nói một giảng sư lễ lực về không thể quay đâu, nói không có xấu khỏe tốt trẻ gì hết, quay để cho hàng điện tử tôi nó sợ. Lúc đầu nó giỡn bả đó, là bả đã dẫn niệm Phật ở chiều đau đó. Đêm đó cứ đi cầu liên tục, mà sau cùng rồi cái gì coi đó, gần chết là khoảng chừng nửa tiếng đó, lắng nghiêm nhào nó tôi với học giúp được nó tụt tụt, thì là bả đi trong cái tắt thở trong cái hình chú lắng nghiêm. Cho nên nó nói với thầy đó, bây giờ rõ ràng nếu mà tôi không nhờ cái sự từ chú Lăng Nghiêm, làm sao tôi đứng những cái pháp hội như vậy mà, hả? Bây giờ quý vị nghĩ coi, kiếp những ông thầy không tưởng Lăng Nghiêm vốn đây điều hành một tuần lễ, từ ấy tới giấc một đêm ngủ hai tiếng đi coi nước coi đồ, quý vị nghĩ sao? Hả? Thì bây giờ quý vị chấp nhận niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm bất loạn thì làm gì điều chúng được? Quý vị nhận thấy rõ chưa?
cái đó là cái bánh vẽ. Cứ nói thẳng luôn, pháp sư phổ thông là một đệ tử của hòa thượng Tịnh Không. Quý vị xô cho tôi coi ông Tịnh Không thì ngài tôi không nói, ngài là một vị bậc cao biết trọng, ngài không đi hộ niệm đâu. Nhưng mà bình thường pháp sư phổ thông có hộ niệm cho ai không hả? Tôi biết rõ có một người Phật tử hộ pháp cho pháp sư Ngộ Thông rất là đại đệ tử. Nhưng mà rồi cái người đó có gia đình chết, đi mời ngài không được. Bây giờ quý vị nghĩ cho tụi con cúng dường cho sư phụ, tụi con đến ủng hộ sư phụ khi tụi con còn khỏe mạnh. Rồi ta má tụi con chết, tụi con mời sư phụ không đi, tụi con có thối tâm không hả? Thì như vậy ở trong kinh Địa Tạng có nói là một câu niệm Phật mà lọt vào tay những người đó, cho dù thật thức đã phát tác từ 1-7 ngày, thì cái người đó được lượng lượng rất nhiều cái tên giải về niệm Phật. Tôi nói thật, tôi vẫn niệm Phật mà, nhưng mà nếu mà không có thành chú Thiểu Long Nghiêm, tôi nói sao tôi tụng kinh được sáng nào tôi cũng bị bệnh. Thì rõ ràng quý vị thấy trước mắt tôi bị bệnh bằng chú. Tôi đừng có nói cái gì hết, tôi cũng chưa có khuyên quý vị là về cõi trời, tôi khuyên quý vị về nhận sạch. Nhưng mà những cái đó Đức Phật, nếu mà công nhận Phật không thì Đức Phật đâu có biểu ngã tan, quý vị đọc kỹ đấy. Mà ngày nào bộ kinh Lăng Nghiêm còn là ngày đó Phật Pháp còn. Quý vị phải để ý cái đó. Khi mà Pháp diệt là kinh Lăng Nghiêm diệt trước. Bây giờ chuyển nó mời quý thầy về ở chùa Bồ Đề. Chuyển nó nói chùa này không có tăng, nhờ quý thầy tụng Lăng Nghiêm. Mấy ông không chịu tụng, chuyển nó lên nó tụng, có gì thèm tụng thì ngủ đi, rồi ông lên ông khai. Mà chuyển nó tụng mới để cái nhất ông bò, không biết đâu ông bò im luôn, mấy ông thầy có im luôn. Quý vị thấy rõ. Bây giờ tôi hỏi nè, tôi niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà tôi có chứng minh được tôi nhất tâm bất loạn chưa? Chưa chứng minh được. Hả? Phúc Lâm Chung có biết được. Bây giờ tôi thời gian tôi hoạt pháp này, tôi bệnh này, tôi hoạn này, cái sức khỏe mà tôi nói cả ngày đây là tôi nhờ cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Tôi chỉ nói thẳng vậy thôi. Thì chứng minh tôi có thấy rằng rõ ràng như ban ngày. Tôi có không tin, tôi không lên đây ngồi đi. Rồi tôi còn kiếm dùng những cái ông thầy đứng hộ niệm từ 8 tiếng tới 16 tiếng kiếm cho tôi chỉ cho tôi. Thì còn nghi ngờ gì cái thằng chú Thủ Lăng Nghiêm nữa. Điểm Phật tốt, ai cũng nói nhất tâm bất loạn là hay lắm. Nhưng mà ai làm được chuyện đó? Đạo là luân thông. Cái tâm mình rất loạn là vậy nè. Mai giải pháp này, mai giải pháp kia. Mai thì tu thiền, mốt tu tịnh độ. Thành ý của tôi nhất tâm bất loạn là đã theo Phật chỉ đạo, là theo luôn, mỗi ngày có thời khóa tu. Rồi đợt sự hộ pháp ngài A Nan, cái gì là cái Thủ Lăng Nghiêm A Nan, ông chưa chứng quả A La Hán, ông chỉ mới chưa quả đầu hoàng, ông không trì chú này không thể nào tránh khỏi ma sự. Do nên quý vị nhìn rõ, chỉ có tôi là cái bằng chứng. Ni sư Như Thủy, quý vị có tin tưởng vào cái sự tu hành của ni sư không? Ni sư là một người nổi tiếng, Mã Từ ở Việt Nam qua, tôi bảo lãnh nó qua 2005, tôi đưa tiền bạc cho bà làm, nhưng mà Tịnh Từ làm giấy tờ, lúc đó tôi chưa có gì, Hòa Thượng Tịnh Từ bảo lãnh đầu tiên Ni sư qua, nhớ chưa? Lúc đó tôi còn ở trên núi, bà đi với một cái nhóm của chùa của sư bà Đầm Lũ đó, là Già Phước rồi đó. Pháp Hòa Phước với cái cô gì người bắt nhỏ nhỏ này, 20 mấy cô. Cô gì? Cái gì Hòa? Đức Hòa. Đi hai chiếc xe ben. Lần đầu tiên thăm tôi trên núi đó. Bà lên tới nơi thì bà ở dưới Cali đông tuần lễ, đâu dính là Phật tử dẫn vô nhà cao cửa rộng, eo rồi riêng lót áo tới nhà giàu. Uống nước chai rồi trong lúc tà la. Tôi nói này có dịp trung chứng minh. Cái bà nghe tôi qua Mỹ hồi 80. Nó tưởng tôi cũng cái chùa bự lắm. Dẫn lên cái miếng đất của thầy hàng trường, nó có cái xin lỗi nó lúc đó là nó tệ lắm. Cái xe AV rất là tệ mà nó không có nhập khẩu. Nguyên một phép đồng đi lên nó chạy trên núi, miếng đất của thầy hàng trường ở Chi Hà Linh.
tôi còn ở ăn nhờ ở đậu mà tôi cũng có đất trong dùi nữa. Thì trường có miếng đất đó thầy bỏ để thầy cho tôi ở tạm. Và lên tới nơi cái mới vô mới dồn dồn vậy, cái nói trời ơi, ông qua mấy chục năm ở vậy hả? Nó chứ vậy chứ sao? Cũng còn, em còn sướng hơn Phật mà. Phật đâu có nhà ở đâu, em còn gọi cái xe chưa vô. Cái bà mắt tiểu con nói vậy, cái chỗ nhà cậu đó, cái cuốc nè. Cái tôi lấy nước mà tôi hứng nước mưa. Tôi nói cái lù lù của tôi bị, có mấy con lần qua tôi nói buồn nước, thì tôi lấy cái cà, tôi nói nước mưa đó. Nó vô, nó nói, ở đây tôi cũng bước chai, ông có biết không? Tôi nói dạ biết. Rồi sau đó nói, em có chỗ chứ, chị đi xuống đi, em có chỗ với ở bên ở dưới Seattle đường Adam. Mà có chỗ hả? Mà tiên chỗ này tạm trú và chỗ này ẩn tu, còn có chỗ hiểm tu. Bây giờ, em mới nói vậy thôi, vậy chị đi với già Phước, với Đức Hòa, đi coi núi Răng Nia, đi dọc chơi nha, rồi hẹn gặp ở dưới. Thế là cũng có chỗ, và ai ở chỗ này để vậy em tới, có chỗ. Thì bà nghe có chỗ với thành phố Seattle, bà tưởng chắc cũng ngon. Thì bà đi lên Nia đã rồi, cái chiều đó bà chạy bấm được. Hồi đó chưa, cái thời gian nó chưa có máy, iPhone chưa có gì đó, thì bạn gọi vô tới cái đường Hà Đạo, thì tôi nói cái này mấy người với có cùng trường dụng trung biết. Xuống tới nơi thì cái chỗ mà nó một cái apartment, một phòng ngủ, mà kế bên là thùng rác. Rồi coi như là cái gì tưởng tượng đó, một phòng ngủ mà đệ tử của tôi Phật 70 người. Thì dẫn vô tới nơi cái có một nhà cầu, có một phòng ngủ vừa chánh điện vừa này kia, nó giống như cái studio vậy đó. Tại tôi đập ra hết tại cái phòng ngủ á, là không thể làm được, tôi làm trống trơn hết. Cái bà vô đó thì lúc đó cái bà vô bà lắc đầu, rồi cái bà vô vô băng dĩa, bà vô vô băng dĩa. Thì cái băng dĩa tôi lúc đó là để là thầy núi cái sách. Cái bà nói sao mà nghe băng phải có tên tuổi chức gì, là tại sao nghe cái ông thầy núi. Bà lại gõ đầu tôi, tu thì phải nghe Hòa Thượng Tịnh Không nè, Hòa Thượng Tiên Hóa nè, nghe những cái gì như Hòa Thượng Thanh Từ, tại sao đi nghe cái băng ông thầy núi. Dạ thì thấy tôi giảng thầy nghe, bà đâu có biết, tại lúc đó thầy có lấy tên thầy để là thầy núi. Thì bà thấy chồng nghĩa băng thầy núi, bây giờ bà vũa nó đấy. Bà biết ông này là ai không? Vậy em biết. Tôi nói này, coi Diệu Trung biết coi Diệu Trung, coi Diệu Trung chứng minh cái bà uống nước chai, bà vô bà chê, rồi tôi chỉ cái giường nằm, rồi tôi giường cho bà, rồi từ đó bà bỏ tối đó là bà không ngủ với tôi ở đó chị em mấy chục năm gặp lại. Diệu Trung lúc đó Diệu Trung giận, phải Diệu Trung, bà đi theo ông Phường mời lên cái nhà lầu ở, Diệu Trung đưa cái microphone cho bà Diệu Trung xác nhận đi. Đâu trốn được. Nghĩa là bà chị tôi hôm qua là bà sốc với tôi, bà không biết tôi biết giảng, bà không biết nó bằng được của tôi nữa. Mới nói em á, phải nghe băng của chị nè, nghe băng của mà thường tiết quá biết không, thay thị á, dạ anh biết. Còn cái thằng cha thì núi này đâu mà em để cái đống vậy, cái cây hay của em vậy. Nghĩa là bà không biết tôi biết giảng nữa, thấy không? Tôi giới thiệu rồi bà bỏ tôi luôn, bà nói thôi ông, tôi tưởng ông qua gì ông ở trên kia thì không có nhà cầu xuống đây á, cái cầu của ông này nó dơ quá rồi, tôi nói cầu này mà nó ở chung với mẹ sao sập được, thấy không? Diệu Trung nói đi, có phải những lời thầy nói như sư thấy thầy mà mời ly nước cũng không uống, uống nước chai thôi. Vậy đúng vậy, tại vì con cũng hơi buồn là buồn đi sư, chị em mấy chục năm gặp lại đưa nước đi sư, vậy sư để lại đi nước, lấy cầm cái chai, mình phải uống nước chai nước lọc. Dạ, còn những cái băng mà thầy nói là thầy núi là tại vì lúc đó là con làm là thầy ra bao nhiêu là con làm, nhưng mà con không biết đề tên ha, thầy nào, xong con mới hỏi bà thầy bây giờ đề tên sao cho con làm để thầy núi. Để thầy núi. Dạ, con rồi sau một thời gian sau cái thầy nói đổi tên là thầy không tên. Thầy không tên. Anh gì là Phật, rồi nhiều khi mấy người bạn con nói
Giữa chúng sao mà thầy không tên là thầy nào vậy? Tôi nói thì thầy không tên, đã nói thầy không tên hỏi thầy nào vậy? Con nói con bên khắp con bàn thư là quần tên này là tên quốc danh rồi, thấy không? Thầy sao thầy không tên? Tôi nói thì có cái tên là không tên đấy. Họ thích gì vậy? Thích không tên là quần tôi dữ lắm, bên khắp con lúc đó. Thật xin lỗi đó, lúc mà đi ngang bây giờ cái chồng bánh dễ mà hiểu trong cái để cái kể đó. Dạ mừng con. Nghe thầy đúng rồi vậy? Dạ em cũng biết thấy hay hay đấy nghe. Thì bà thọt vô, bà nói đưa tao qua thử đi. Đợi rồi, thầy vừa nó chịu lộn với bóng cá vậy. Bà tôi không biết nghèo mà giảm. Đau quá. Anh Di Đà Phật, có nhiều người cũng nghe ban thầy xong cái tao hỏi sao ông thầy nói chuyện gì dữ quá, tao nói dữ gì chứ không có dữ đâu, mình nghe thử thì sao. Thành ra nhiều người bạn con cũng nói vậy đó, nhưng mà sao rồi cũng thì đó tôi nói những cái đó là bà anh qua bà sống với tôi rồi, tại vì bà đi toàn là Phật tử nhà giàu đại gia rồi ở cái thằng khổng lồ nhà đưa đi xin nổi tiếng quá, từ Phật tử giàu họ đón cho nó dẫn với ông em, là con em đó, tôi có ông em, thằng em nó có bằng kỹ sư nó ngoài Mỹ ngon chắc chùa càng dẫn vô, bởi vì bà bóc cỡ, bà bóc cỡ. Tôi còn nhớ hoài là bởi vậy sau này bà mới biết tôi biết giảng. Nhớ nha, con em ở đây đó, em phải lấy cái văn khai thị 1, 2, 3, 4, 5, 6 của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói đâu thiên quát ở vào Phật Thành đấy em biết rất ít ngày. Còn mấy cái cho thầy này nè, là nó không có tên chứ nó đâu có nguồn gốc đâu, thấy không? Thầy gì mà thầy núi, tức là nó đi đi khùng khùng có kêu là thầy núi, tức là thứ nó tự tỉnh á. Tôi nhớ hoài à, chuyện không biết của tôi nói dạ dạ em nghe hay đó, đứa tôi cài thôi. Sao sao về vô cái bộ nó nghe không được ba chữ này, mày nghe được hay vậy? Anh Di Đà Phật, sư phụ con xin có chút ý kiến về cách tu niệm Phật của con. Rồi. À, A Di Đà Phật xin nói với chuyện với sư huynh Minh Lễ. A Di Đà Phật, dạ, đúng như là sư phụ nói vậy đó. Trên đời mặt pháp này không thể nào mình có thể mình biết được có người nào được niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Thành ra đối với những người sơ cơ như chúng con, thì con thấy á, niệm Phật á, mình niệm Phật cho thuần thục. Và nhưng mà trong khi mình niệm Phật á, mình phải niệm Phật trong chánh niệm. Không phải thể không thể để là trong lúc nào mình niệm Phật rồi nói là thuần thục và trong tâm mình á, lúc nào cũng khởi con niệm Phật. Con không đồng ý chỗ đó. Là tại vì mình niệm Phật thuần thục, nhưng mà mình niệm Phật mà mình tự chủ. Mình niệm Phật lúc nào mình niệm Phật, mình biết mình niệm Phật. Khi nào mình muốn niệm Phật thì cái tâm mình nó mới nổi lên câu niệm Phật. Và khi nào mà mình không có niệm Phật, mình làm cái việc khác thì mình chánh niệm trong việc khác. Chứ mình nghĩa là mình luôn luôn tỉnh thức. Bởi vì giống như sư phụ dạy vậy đó, thì theo con là như vậy, mình tập như vậy đó, thì cái lúc mình chết cái tâm mình không điên đảo. A Di Đà Phật là một hơn nữa. Thứ hai nữa đó, theo như con được thầy dạy đó, thì mình niệm Phật thì mình có hai cái lực, tự lực và tha lực. Thành ra đó, cái lúc mà mình lâm chung, nếu như mình muốn không điên đảo thì mình phải nhờ cái lực của đại chúng, cái lực của bạn mình hộ niệm cho mình, nhắc nhở cho mình, để mình lúc đó giữ được chánh niệm và mình niệm Phật để không điên đảo. A Di Đà Phật. À, đưa cho bác cho mình lễ. Nói nhà biết đi, chúng tôi ăn ba cái đồ mà để nuôi cái thân tứ đại này nó không bằng ăn nuôi cái nguyện mạng của chúng ta bằng pháp. Thật sự, tại vì chúng tôi quên đói là tại vì khi chúng tôi đưa những đề tài này để chúng ta tìm cái trí huệ, chúng ta chọn một cái pháp môn tu cho nó đúng. Yeah. Thật ra thì tôi chưa có nói hết cái câu chị nói đó là khi nào làm vẫn làm, khi nào mình làm bất cứ điều gì mình vẫn làm hết cái tâm lý đó, chứ không phải tôi nói đang làm niệm Phật, khi làm xong trở lại niệm Phật,
và chứ không phải là không phải là tha, không phải là sự lực con. Thì cái mình luôn luôn niệm cho tới gọi là nhất tâm, chưa phải nhất tâm, nhất tâm bất loạn, là tự niệm, không niệm mà trong lòng nó cứ dằn dằn, niệm Phật, ý ông nói tập niệm, tự niệm. Có một cái tầng thấp hơn là gọi là công phu thần chiến thôi. Yeah. Lúc nào muốn mình muốn tưởng, nghĩ tưởng thì có niệm ngay được. Nhưng mà nói không phải là tự lực, thì mình vẫn làm hết sức mình, đến khi đó thì nói khi có duyên gặp thì ngũ trí thức, có nhiều khi ở trên cái vùng tôi ở, nhiều khi ở xa không ai lại niệm được. Có thành thử là chỉ đem cái máy là niệm, ý tôi nói là còn cái vùng mà đông người Việt Phật tử thì nó khác. Cái vùng tôi ở nó xa, đôi khi chùa, đôi khi chạy đi nước người này kia lại hộ niệm cả tiếng mà hộ người. Không có người đi chùa, không có người. Có cái đông người cái cây, thành thử khi nào mà có Phật tử lại hộ niệm thầy thì đương nhiên là cái chuyện quá tốt rồi. Nhưng mà nói ý nói là khi không có ai đó, mình phải tự niệm một lần cái con cháu mình lại mình niệm hộ niệm Phật cùng với người đó thôi. Ý tôi không nói rằng là nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn bây giờ không ai làm được, thì chỉ nói là công phu thành chiến đó. Rồi khi tự lực mình đến cái mức đó thì khi nào cái A Lại thức mình có câu niệm Phật, lúc đó người thân nhân mình lại hay là bạn muốn trí thức là cái máy đó thì mình giúp sức cho mình, chứ không phải tôi không nói là tự lực. Bây giờ thầy nói rõ cái vấn đề này nè. Một người suốt ngày cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghĩa là buông hết dạng duyên, cháu ngoại bệnh cũng không khe, nghĩa là cháu nội bệnh cũng không đến, tức là một buông hết dạng duyên. Nhưng mà người đó niệm Phật vẫn, trong người vẫn còn cái tâm tham, và cái người đó ai vẫn còn bị người ta chê, vẫn nổi sân. Và khi mà có tham sân tức là người đó đang ở trạng thái si. Mà cái chữ Phật chúng ta phải hiểu Phật là giác ngộ. Lúc nào tụi con tỉnh thức là tụi con đang niệm Phật. Mà lúc nào tụi con nổi tham sân si là tụi con mất chánh niệm, là tụi con không niệm Phật. Thành cái câu Phật A-di-đà là gieo cái duyên. Người tu mà tu thiền thì họ bật hết các duyên để họ trở về cái thế giới gọi là thế giới Niết Bàn. Nhưng mà quý vị bữa nào tôi giảng về cái bộ kinh Bát Nhã, một vị Bồ Tát hỏi Phật thì Phật quở A-la-hán là bật đi cái dòng sinh tử, là coi như là cái hạt giống chết. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe. Tôi khuyên quý vị giữ cái sáng suốt. Một người niệm Phật một ngày có thời khóa một tiếng đồng hồ và vẫn trì chú, vẫn tụng kinh, nhưng mà người này lúc nào cũng kiểm soát, còn trô cái tâm sân của mình, còn trô cái tâm tham của mình. Thành ra cái người mà chẳng hạn như tôi cho quý vị biết là họ tham tu như thế này là sao, là chẳng hạn như họ cứ tính vào số lượng, ví dụ họ đua nhau, họ căn cứ vào cái số lượng thì cái người đó tu niệm Phật mà do cái tâm tham thúc đẩy, rồi cứ họ niệm Phật họ quên hẳn ra là cái điều kiện đầu tiên để dẫn sanh đó là phải phát Bồ Đề Tâm, là thành Phật độ chúng sanh, chứ không phải là tránh né cái trần gian này, mà chúng ta kêu là mượn nợ đối nghiệp dẫn sanh. Cho nên khi chúng tôi tu như vậy, sư phụ có giỏi cách mấy, sư phụ dẫn nhờ những người cư sĩ từ quét rác, từ các cổng, từ đốt rác, từ dọc cầu, cho nên cái hàng hộ pháp vẫn cần. Cho nên Đức Phật khuyên mình có những vị Bồ Tát họ phát hiện cái đời cứu cùng này, họ hộ trì cho những người niệm Phật. Mà tôi nói chẳng hạn như bây giờ tôi từng đi hộ niệm, tại sao tôi tụng Lăng Nghiêm liền? Tôi khuyên quý vị tụng Lăng Nghiêm tại vì quý vị có được rất nhiều vị Kim Cang Tạng Bồ Tát, mà chỉ có Kim Cang Tạng Bồ Tát mới chận được bao nhiêu thôi. Nó chận được tại vì họ qua những cái khỏi trời từ đâu lợi họ xuống. Nhưng mà Thiên Ba Ba Tường ở trời thân quá tự tại cao hơn không? Họ thần lượng hơn nhiều. Mà Thiên Ba Ba Tường là ai? Chính là những đệ tử Phật mà tu sai. Họ tu, nhưng mà họ tu họ hướng về tài sắc danh thực thì. Nhưng mà Thanh Hải mà cũng tu, nhưng mà bản tu tới cái chỗ là nó cô đó là vô thượng sư, mà coi nó còn hơn Phật. Cho nên đệ tử bản cần cái gì là cầu bả chứ không cầu Phật. Hả? Rồi cái gì thấy có những cái ông thầy mà thiết lập những cái bàn thờ mà họ ngồi họ che luôn cả Phật luôn. Cái gì có đồng ý không? Cái gì có thấy những cái cảnh đó không? Thật ra khi mà tôi có những cái bất đồng ý với các sư Tây Tạng, tôi nói chúng tôi á, làm lễ á, là chúng ta phải quay xuống
lại Phật. Và trong các sinh thiên tạng lúc nào làm một cái tạm dịch ấy, ngồi trước ông Phật, tôi đã có ngồi trong nói chuyện với mấy ông hả? Thì như vậy đấy là tổn đức. Tôi sẽ không đồng ý mấy ông cái gì nói thôi. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Quý vị nhìn chắc khi họ làm một cái pháp tòa cho ông thầy, thầy ngồi rất là cao, có khi còn họ dọn cao ngang với ông Phật luôn đó, mà ngồi trước ông Phật nữa. Đó là cái điểm tôi đã, khi các chị ngồi nói chuyện tôi không chịu cái đó. Tôi nói cái gì tôi cũng chịu, cái đó tôi không chịu. Mặc dù mấy ông lại nằm vậy, nhưng mà khi mấy ông ngồi pháp tòa, mấy ông làm cái đó là tôi thấy nó có cái gì đó, nó xâm phạm tới cái sức mà cái đức tôn nghiêm. Còn thầy phiên quý vị cái căn bản thế này nè, sám hối. Chúng ta phải sám hối, mỗi ngày chúng ta phải có cái lời sám hối, và chúng ta phải cái phát nguyện là về đó tu rồi thành Phật trở lại cõi này. Quý vị nhớ trong cái ba bậc giảng sanh đó, ba bậc giảng sanh đó, nó có đọc kỹ trong đó đi. Đức Phật ca tụng cái hạng Sa Môn Ly A Gia Các Thái rồi hoặc lộn lắm, thì cái loại bây giờ cũng có nữa. Còn cái loại bận rộn nhưng mà có lúc này lúc kia Phật vẫn cho mà, phải không? Trong đó có cái đoạn bận rộn nhưng mà tụi con bị cái quan gia thái chủ cái đoạn cuối cuộc đời. Như ngày hôm qua tôi nói chuyện mình đã đông như vậy đó, một người nào bị ăn hết tấp tấp một cái, chúng ta lên hộ niệm đó, tôi bỏ đạo người nó dặn sanh liền. Tại vì cái lực của đại chúng nó rất là mạnh. Cho nên đời này mà tôi đã từng thử nhất trong lúc đó, cái tư tưởng chúng ta nó là một dòng thác không thể ngừng được. Chỉ có một cái đó là khi chưa tu thì những cái tư tưởng đó là nghĩ tới cái chuyện tài sắc danh thực thiện. Còn khi tu rồi đó thì nó cái tư tưởng nó nghĩ tới chuyện đi tu, nghĩ tới chuyện trì chú, nghĩ tới chuyện trả hiếu. Thì thật sự ra đó là phước. Phước đó. Mà thuộc tổ Huệ Năng đó, ngài khai thiện quá mạnh trong câu không không tu phước, không tu thiện là tưởng là đi về ngục. Nhưng mà thật sự ngài vẫn độ chúng, hả? Ngài vẫn thọ giới, phải không? Mà ai thọ giới cho ngài? Đệ tử. Hả? Ngài thành tổ rồi mà ngài chưa thọ giới như vậy. Rõ ràng quý vị phải hiểu gì về Bồ Tát. Mà khi họ nói chuyện đó quý vị phải hiểu. Thành đối với thầy là căn bản nhất là lúc chết quý vị tâm thần không điên đảo. Thì cái trạng thái cuối cùng của quý vị á, và quý vị coi như là vì chú Huệ chú cứ niệm hoài, chú giữ hoài thầm thầm trong đầu thì nó chứa một đống. Tới giờ chó chúng ta đến quá rồi thì mình lại mình mới ráng cố gắng mình hội niệm. Mà khi mà nó nằm một khối ở trong đầu á, tôi đi hội niệm tôi biết những người mà cứ đi cái kiểu mà họ niệm mà kiểu như họ niệm nhiều như họ đưa hoài kêu là bất niệm tự niệm á, thì cái lúc mà cái thân thể họ hết cao rồi, nó trạng thái mà vừa ngay cái lúc 8 tiếng nó phải canh, nó phải canh đồng hồ rất là kỹ. Chánh đồng hồ rất là kỹ, họ vừa thoát ra một cái đó là họ sáng suốt đó. Lúc đó họ không bị cái đạo chi phối nữa, thì cái lúc đó họ sống bằng cái tạng thức, tức là cái thức thứ 8. Cái thức thứ nhất, mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, là 6 cái thức đó, là 6 cái thức để mà làm phước. Quý vị không có ý thức thì không có tu được, mà quý vị không có ý thức thì không có giận hờn được. Cái người đó kêu là gì? Cái người đó kêu là người thực vật. Người thực vật vẫn sống. Người thực vật họ có ai lại thức không? Người thực vật có mặt ra thức không? Nhưng mà họ có ý thức không? Có, nhưng mà họ không xài. Hả? Họ bây giờ họ đi ngang, má đi ngang cũng không biết, con đi ngang cũng không biết, nhiều cái gì đúc trước cho anh họ cũng ngang lớn. Hả? Nhưng mà tại sao đứa nhỏ càng ngày nó càng lớn là gì? Mới đẻ ra đó là nó không sử dụng 6 cái thức đó nhiều. Bây giờ thầy nói không, càng lớn. Nhưng mà cái công cũng là cái thức thứ 6, mà cái tội cũng là cái thức thứ 6. Bây giờ tôi giảng pháp tụi con phải dùng cái ý thức để tụi con phân biệt, tụi con suy nghĩ. Cho nên nhiều người họ không có hiểu, họ nói là dẹp đi cái tâm phân biệt, không có. Cho nên chúng mình biết rằng là khi mà chúng ta về cái cõi cực lạc đó, họ, và các thầy thường giảng là về cái thượng phẩm thượng sanh đó, tôi nói tôi không có dạy điện tử, tôi về thượng phẩm thượng sanh. Mà chính tôi vợ về hạ phẩm hạ sanh thôi. Thành hạ phẩm hạ sanh là mang đầy đủ tất cả những nghiệp trước. Nhưng mà tôi nói rõ cho quý vị, phải nhờ có thần chủ thủ lăng nghiêm, và phải nhờ các vị hộ pháp hộ chúng ta. Chúng ta là ai? Nhưng mà khi mà cái thức thứ 8 mà nó xuất ra rồi đó, ha, là quý vị tỉnh táo. Thành lúc đó tôi chỉ cần nói một câu, tôi trả tiền điện thầy hội điện cho con 8 tiếng đầu, con đau quá, chúng mình lại đau quá, biểu điện con đau quá, con niệm được thì chúng tôi bắt sám hối, chúng tôi làm
bắt con gái của cô chú đó. Tôi nói bây giờ con tu được không? Tôi thí dụ vậy đó. Không phải tôi cạo đầu, tôi hỏi tôi bây giờ như chuyện rồi, nó báo cái nặng quá, tôi nói nguyên cái dạng này cạo đầu hết. Nhà của bán chuyện là tới mười mấy người, không phải là con mà cũng cạo đó. Thì như vậy tôi mới thí dụ rồi, bây giờ mình dùng mọi cách để mà mình giải nghiệp cho người đó. Cái người thầy phải biết cái cách tích. Thành đầu tiên quý vị thấy rõ, cái người sống mà vẫn sử dụng ăn nghiêm được là con liễu tịnh hả? Liễu tịnh hả? Liễu tịnh? Không. Liễu tịnh hả? Liễu tịnh hả? Liễu tịnh hả? Nó đi mổ mà khi mà nổ mà nó bị vô thì bệnh viện là coi như là vết thương bị có vấn đề là nguy hiểm lắm. Nó được ở tình trạng ICU. Vô cái nơi tôi với Hồng Đức thiệt tình quá, không có chung mỏ tôi khóc à. Hồng Đức nhớ luôn mình tôi khóc á. Tụi ba biến tình rồi ngày sau xuất hiện. Thì quý vị thấy cái năng lực của thần chú là nghiêm, nó rõ ràng với ban ngày tôi chứng minh quý vị là còn cái gì nữa mà thắc mắc. Bây giờ tôi nhất tâm bất loạn, rồi tôi đã từng sống trong cái cảnh giới là tôi ở trên núi là tôi không giống tiếp ai hết á, rất là thoải mái. Nhưng mà suốt ngày là sao? Tôi có thời gian ngồi thiền, tôi mê tới giờ tôi ngồi thiền. Tại sao vậy? Khi mình ngồi thiền mình ly được cái thân, kêu là ly thân đắc lạc, nó không còn dính lên cái thân. Thì tôi ngồi vô đó là tôi thấy nó phê rồi, tôi bất cái đầu, tôi ngồi xuống nó cái đầu đâu vậy ta, mình ngồi như cuộc con gò, mình bất cả cái đầu, mình không biết cái đầu mình, khi mình ngồi mà mình nhập được vào cái sơ thiền á, mình không còn biết cái đầu mà nó đâu, cái chân nó đâu, mà chỉ có một cái cảm giác nhẹ nhàng như con gò, mình bất hẳn luôn, bất hẳn hết. Và từ từ cái mình thấy nó cái trong tới cái giờ đó để ngồi thiền thì giống như cái thằng phê xì ke. Tới giờ nó phê tự nhiên vậy đó, tôi nói ủa như vậy rồi sau rồi cái khi mà tới khoảng chừng 2 tiếng cái chân nó đau, từ nó đau thì mình để dính lại những cái thân, dính lại cái thân rồi đó mình đi ra, rồi như vậy là mình thấy ồn người mình ngồi thiền mình hảo tướng, nhưng mà hảo cái thân này không à, không có gì hết á, nhưng mà là tham sân si vẫn còn, cho nên từ từ cái rồi mình tu thời gian cái bắt đầu mình khởi tâm dùng hồi đến, chứ khi hồi đến làm sao những thằng như tôi hết đồ ăn, cái tôi bắt đầu tôi nói chào bữa nay hết đồ ăn. Tôi vừa khởi cái lại hai ba tiếng ngồi xong, thấy Diệu Trung với anh Phước xách cái giỏ đồ ăn lên đem đồ ăn cho mình. Mình khởi cái gì đó cái tự động cái mình tưởng mình chứng mình đắc rồi, mình tưởng mình chứng mình đắc rồi, nhưng mà thật sự chư thiên họ thúc đẩy họ hộ kiếm pháp. Thành tôi tu mà như vậy là tôi đã từng trải qua hết rồi, bây giờ tôi cũng không có lợi gì hết. Ba tôi chết tôi cũng không biết, rồi dân tộc tôi chết sắp mất nước tôi cũng không biết, và tôi ở trển như là ở trên một cái người đó thì lúc lâm chung thì tôi về đâu, quý vị nghĩ coi. Mà tại vì tôi tu rồi tôi ham những cảm giác là tôi ly được cái thân, ly được cái thân rồi tôi ngồi tới một thời gian đó là tự động cái mình ở trong con mắt mình á, mình không có mở nhiều, cho nên từ từ cái mặt riêng á tôi vẫn thấy được. Thì tôi giờ sắp cùng tôi phân tích rất là đơn giản, có thần thông con mẹ gì hết á, là bây giờ quý vị dùng vô một cái phòng tối, quý vị đâu được thấy không? Không thấy, ngồi riết rồi từ từ thấy, đúng không quý vị? Thành ra là đầu tiên á mình ở cho nó không có điện, phải không? Cái mình ở thì mình thấy khó chịu, tại vì tôi không có điện, tôi đâu có tự nhiên nó yên lặng được, không có bào táp, không có điện thoại, không có gì, cái tự nhiên mình ngồi mình thanh tịnh. Mình thanh tịnh rồi thì tự nhiên á, cái con dế ngày xưa á, mình gần đây mình mới nghe. Bây giờ con dế mà nó yên tĩnh, nó gáy xa cha mình của thiên nhị. Tôi nói thật, tại vì nó lặng quá. Bây giờ quý vị, tôi dốt quý vị vô cái phòng tối rồi, tối thiệt tối. Tại vì tôi đã ở trên ở cái thân chết không có điện rồi, tôi mới biết. Mình quờ quạng, cứ mình lo, mình sợ. Nhưng một thời gian á, mình không thấy đúng, mình sợ ma. Mình nghe tiếng gió mình cũng sợ, cái mình không thấy. Cái bắt đầu mình ngồi thiền, mình điếm hơi thở. Mình điếm hơi thở, cái từ từ, cái nhịp tim, cái tim huyết áp. Tất cả mọi thứ nó bình thường lại. Thì con mắt mình nó quen với cái bóng tối. Cái từ từ nó thấy. Tại vì khi mà mình ngồi như vậy, chiều nó lên, cái điện tử nó lên, nó nghe pháp. Mà mình thấy hết mà nó không thấy. Thầy ta mình nó còn lấy giùm thầy cái đó, ta nói ông thầy này chứng quả rồi. Phải không? Tại vì nó sống như đẹp được. Tối nay tôi mệt tẻ luôn, tôi nó từng qua cảnh giới đó rồi, có gì có tin không? Bây giờ mình ở trên cảnh tối của tụi nó, thành phố nó lên tới chiều á, mình không có điện, không có gì hết. Cái mình ngồi ở trong cái thất này, thì bây giờ đó,
mình để cái vật chén của mình tuốt ở ngoài xa tối hù à, để nó con ra nó con lấy đi, thì tại vì mình ở với bóng tối đấy mình quen cái nó không có thiền nhà thiền của mẹ tôi chứ thiền. Tôi đã từng qua hết rồi, rồi cái gì nó đồn nhau, nó đồn nhau, một đứa mà nó thấy gì nó sợ quá, nó sao vậy, trời đất ơi, cái muỗng, cái ly để tuốt đằng xa tối hù mà tôi quờ quạng tôi không thấy, mà không chỉ ra, nó không nhìn, nó không thấy, mà tôi lấy lộn cái màu, tại vì mình ở trong bóng tối, mình quen, thấy không, mà nó đồn rồi làm sao, chữ thiên, đâu tôi không biết. Mà mấy bà táo đó là mà truyền tin rẻ lắm. Rồi sao? Họ cúng. Mấy bà đó lên thấy là cúng được cái họ để ý, phải không? À, để ý, phải không? Rồi cái họ lên cái nhà tôi đó thì nó lên cái xe đó thì trường nó lủng cái tôi lấy cái thang tôi hứng. Lấy cái thang tôi hứng thì mình ngồi riết vào ban đêm đó, mình không có đồng hồ rồi cái tiếng nước nó vươn lên tách 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 tách. Cái mình cọt vào trong cái đó, mình cọt vào trong cái tiếng nước, tiếng mưa, riết cái mình quen, phải không? Thành ra bữa đó trời mưa rồng 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 mà mình quen cái tiếng mưa ra ngoài là thành ra khi là coi như là Phật tử nói cái gì mình cũng biết đó, mình nghe rõ rồi không có thiền chỉ được, cái gì mưa gió rồng 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 cũng nghe hết. Cho nên từ đó thầy mới biết rằng đó, chúng ta cứ lầm tưởng rồi chúng ta sau đó thầy coi bộ Lăng Nghiêm, thầy mới nói mình cứ ở tu thời gian đi rồi tự động đó cái tâm mình đó, nó cột lại nó thanh tịnh thì chúng ta rất là rõ ràng cái dòng điện của chúng ta nó mạnh lắm. Còn bây giờ chúng ta bị biêu nhà, biêu cửa, vợ con làm phiền não, cho nên cái chìa khóa cuối cùng á, mà thầy hộ niệm á, là tụi con phải tỉnh táo và tụi con chuẩn bị ra đi. Và người nào mà sợ chết rất khó hộ niệm. Một người mà chuẩn bị xả bóng thân, tức lúc nào mình cũng chuẩn bị là mình nói ngày nay mình chết, mà mình được sống thêm một ngày, tức là họ đối diện cái chết rồi. Và một người lúc nào cũng không muốn nhắc tới cái chết, người nào dễ hộ niệm? Người chuẩn bị chết. Chuẩn bị đệ tử của thầy đã vô hồn rồi chưa? Áo Đà Lạt Ni này chỉ khi chết mới mặc là đã mặc chưa? Còn cái gì để sợ nữa? Hả? Cái gì tụi con quen hết rồi. Người ta chết tới cái hồn là ta sợ một tết rồi con kéo hồn vô những lúc nào cũng chẹt vô hồn. Hả? Rồi cái áo Đà Lạt Ni này họ nó thấy là sợ đó, ai tặng tặng cho chỉ không là thầy mặc vô rất là sung sướng. Đặc biệt là xin nói một lời cái điều con nhận xét đây á, là chúng ta ai cũng mong muốn được vãng sanh, hoặc là cũng mong muốn người nhà chúng ta có một cơ duyên sư phụ tới hộ niệm, nhưng mà con thấy nó một sự phi lý là khi sư phụ đến hộ niệm thì một phần lớn con sám hối sư phụ cái này trường Phật, và con nhìn thấy, con cảm nhận là những người đó, ồ cái này không phải của ta, của gia đình tôi, mà họ lãng quên. Nhưng mà con khuyên quý đà hữu, quý tăng ni cùng tất cả phần mình tu chúng ta, khi sư phụ có hồi niệm và sư phụ là post lên cái live stream á, chúng ta cùng nên vào. Lý do nó có những cái lợi, thứ nhất chúng ta theo dõi, chúng ta quan sát để chúng ta biết cách làm để cho chúng ta tự chúng ta học, tự chúng ta nhìn thấy, chúng ta chuẩn bị cho người nhà chúng ta và cho chính chúng ta. Thứ hai nữa, chúng ta cùng nhau trợ lực với sư phụ và mình biết cách hành trì về người tất cả. Thứ ba, kế tiếp là chúng ta thì chứng nhận, chúng ta sẽ thấy những hoang gia trái chủ nó đang xảy ra mà chúng ta hãy lo sợ. Con được cái duyên đi với sư phụ, thành ra con đã nhìn thấy những con gia trái chủ nó xảy ra khủng khiếp lắm. Mình nghi ngờ, mình đoán chừng nó sẽ xa ra, nhưng mà nó vẫn đánh mình như te tua. Thành ra nếu cái gì mà không có tham gia với sư phụ cùng hộ niệm trong cái livestream á, thì chúng ta bỏ dở một cái cơ hội rất lớn mà chúng ta cứ đợi đi. Khi mà xảy ra cho người nhà chúng ta đó, thì bản thân chúng ta không bao giờ chúng ta có một kinh nghiệm sống. Thành ra con khuyên con thành thật mà nói quý vị, chúng ta cùng nhau hãy để ý và vào cùng cái livestream đó để chúng ta học hỏi và chúng ta cùng nhau kinh nghiệm. Cái đó là cái mà duy nhất được lợi lộc, học hỏi cùng phước cùng trợ niệm với sư phụ trong vấn đề đó. Còn cái oan gia trái chủ là nếu quý vị mà muốn hiểu thì chỉ còn con đường thôi,
là khi sư phụ đến hồ điền vùng nào, quý vị có cùng gần đó hãy cùng đến. Bởi vì khi livestream quý vị không bao giờ nhận thức được cái sự thật nó là sao không bằng cái trực tiếp. Thành ra sư phụ đến vùng nào, nếu quý vị ở vùng xung quanh đó có khả năng, có điều kiện, hãy cùng bỏ hết công việc cùng tham gia, rất quý báu. Tôi nói cái điểm này là rất quan trọng này. Quý vị nghe nè, những cái dùng giới bất minh lễ không có người hộ niệm thì bác phải lắng nghe cho kỹ. Kể từ ngày hôm nay đó, tất cả những người mà có Facebook, quý vị vào chuyển chỉ cho cách để mà bấm follow, rồi kế nó vô là si phớt vang để cho thầy nói chuyện đã. Tụi con phát xen vào những cái chuyện này để thầy nói, đây rất là quan trọng. Những người ở Úc Châu, Âu Châu không gần thầy, tụi con phải làm cái đó. Tại vì hả, mà khi mà thầy nói một cái gì thông báo nó pop lên liền, là quý vị là người đầu tiên xin phép. Đấy chi vậy, tụi con phải lập ngay một cái màn ảnh, màn ảnh ngay trong phòng tụi con đó, mà dặn con cái nữa. Nếu mà trường hợp như vậy đó, là khi mà tụi con có cái gì đó, tụi con phải gọi, chẳng hạn như chia cái vùng ra, ở vùng Đông Bắc á, mình sẽ connect người nào khi mà gọi sư phụ không được thì gọi ai, gọi ai, gọi ai, ba tôi đã gấp hối. Ngay bây giờ con của mình lễ phải biết rằng gọi Triển, gọi ai, gọi ai, hoặc là gọi Diệu Quát. Những cái số phone đó tụi con phải lấy. Ở vùng San Jose là phải gọi thầy Thầy Hỷ, ở bên Úc là phải gọi thầy Thầy Chiếu. Là mình kiếm những cái số phone mà để làm việc. Trên phòng tụi con phải có cái màn ảnh, mua cái TV thường, bây giờ nó có cái tấm đích mà tụi con có thể bấm ra từ TV trên cái iPhone nó nói lên được không quý vị? Và khi đó thầy có thể thấy mặt thầy, mặc dù thầy không có ở sát bên lễ, mà thầy nói bên lễ bây giờ đó, cái lúc này là lúc quyết định này, thì thầy có thể thông minh, thầy nói chuyện, nói chuyện hoặc là thầy đánh trên nó phải làm gì làm gì. Và khi đó thầy kêu tất cả người thì chỉ có khác một cái là thầy không ngồi bên giường, nhưng mà thầy vẫn hồn niệm, cái người đó vẫn thấy và thầy phải lên chương trình. Và khi đó tất cả những cái người mà cùng cái hệ thống này đều thấy được cái cảnh trên cái livestream. Và khi đó nó thầy yêu cầu, cũng như là thầy nói bây giờ con phải làm gì nè, con phải niệm Phật cho ba con, phải làm gì là kêu chuyển được xuống này, thì chúng ta phải biết sử dụng cái hai tất này. À, cái thần thông của Đức Phật là ngày xưa phải dùng tu lắm mới có, nhưng bây giờ chúng ta cũng có cái thần thông mà do cái tinh thần thông minh của các kỹ sư họ chế ra cái hệ thống Facebook này, tại sao chúng ta không sử dụng cái đó. Thành ra thầy muốn tụi con ngay bây giờ là chút nữa đó, tụi con rảnh đó, phải hướng dẫn cho người ta. Khi mà không cần chắc, mà tụi con phải lo chắc cho thầy có pháp vào ngày hả, mà nó bóc một cái đó, thầy nói một cái gì là tụi con thấy trước hết, mấy ngàn người cùng chào một lọt hết. Rồi thầy có thể không bắt thầy đánh cho nó được, thầy đánh. Nếu con cô là tiếng Anh, thầy đánh nó, con làm gì, làm gì vậy. Rồi thầy điều những người ở trong vùng đó, trong thời gian 8 tiếng, thầy kêu gọi những Phật tử tại vùng đó lại đó, mà thầy là cầm cái máy, thầy là cái người chủ đề. Thầy niệm, thầy trì, thầy lấy cái hình ảnh mà thầy hướng dẫn, thì lúc đó vô được chừng 500 người thôi. Cái lực đó rất là mạnh. Cho nên thầy đã nghĩ tới cái chương trình đó rồi, phải cứu những đệ tử. Mà cái phút cái đoạn cuối cuộc đời đó, quý vị nên nhớ mỗi một ngày quý vị thức dậy, quý vị đều nghĩ là mình được sống. Và quý vị phải bước xuống bàn thờ là con nguyện. Nguyện giống như là con được dẫn sanh để chấm dứt luân hồi sanh tử, và con trở lại con độ chúng sanh. Thì cái gì, cái nguyện nó lớn, cái công đức nó rất là lớn. Và con độ luôn cả quan gia trái chủ, mỗi một ngày đều nguyện độ cho quan gia trái chủ, chứ không phải là chỉ cho mình không. Rồi quý vị, tối nay quý vị nghĩ lại, nếu quý vị phải quát thế này, thầy nói thường, nếu ngày mai tối nay mình ngủ, mình bị sốc đứt cái dây nào, mà mình á khẩu, mình làm cái gì để mà mình tu đây, mình phải tính sao đây. Nhiều chuyện lắm, thầy nghĩ bây giờ nhiều khi vô thường, thầy phải nói gì, thầy phải làm sao. Và khi mà quý vị có cái sự chuẩn bị mỗi một ngày như vậy đó, thì khi phút lục chung đến quý vị đó, quý vị sẽ áp dụng. Rồi khi có những cơn bệnh nó đau, nó nhức răng hoặc là những cái gì đó, quý vị rắc tịch thử đi. Trong đời quý vị đã nhức răng rồi, cái chuyện nhức răng nó đến, nhức đầu nó đến, thì khi đó quý vị thử, khi mình đang nhức răng, mình có control được cái niệm của mình hay không. Thành ra thầy thường lợi dụng những cái đó. Cho nên ngay cả sư phụ đây cũng vậy, cái ngày ra đi với sư phụ á, nó cũng rất là quan trọng cho cái hệ thống này.
thầy cũng nguyện với chư Phật là khi ngài con ra đi, con là cái người lãnh đạo của một cái tông môn về trình độ, thì chỉ cần sư phụ tỉnh táo đến phút chót, sư phụ mỉm cười và sư phụ kêu đệ tử cùng đồng niệm Phật ra đi, và sư phụ vẫn giữ trách nhiệm, thì cái pháp môn này nó sẽ duy trì rất là lâu. Còn khi mà lúc chót mà sư phụ không có tỉnh táo thì rất là hại. Cho nên mỗi ngày thầy đều nghĩ, nếu mình bị bản thân do cái nghiệp kiềm chế thì mình phải làm sao, mình phải làm những cái gì để mà mình quá giải. Thành ra mỗi ngày thầy đều nghĩ, mình đặt những cái trường hợp là tệ nhất, mình làm sao. Cho nên tụi con nhớ rằng không có đơn giản như tụi con nghĩ đâu, chỉ cần dứt răng không để là lọt tâm, đừng có nói gì mà tới cái lúc mà cái thân tứ đại này. Nhưng mà khi mà tụi con nó đặt niềm tin vào sư phụ rồi đó, khi mà tại vì sư phụ đã từng hộ niệm cho 10 người giảng sanh rồi, thì khi sư phụ đứng đó tụi con có một cái dự lòng. Đại khái người vợ khi mà đi sanh á, mà người chồng đứng một bên cái phòng sanh, cha mẹ đứng dỗ đầu an ủi, thì cái người đó cũng đau, nhưng mà đau ít hơn cái người đi cô độc một mình. Cho nên tụi con phải hiểu là cái trợ niệm rất là quan trọng ở trong cái lời Phật pháp này. Tôi chỉ nói câu đó thôi, và thầy hứa một câu là quý vị cố gắng tạo thiện nghiệp để cho quan chánh dụng không chặt quý vị, mà quý vị cố gắng xả bố thân trong đàn nghĩa đạo cho thầy. Tôi nói một câu như cô Diệu Nghiêm, cô đã có đất trong làng rồi, khi mà cô bệnh hoạn mà liệu sao là lết xuống làng ở. Cái đó tôi nói thật, tôi đã nói một câu, người nào lọt vô làng người đó phải dẫn sạch. Rồi nếu mà cô ao ra ngoài tôi cũng có chứng không có đạo. Vậy thôi. Và cả cái chú Bình Lễ cũng vậy, chú về đệ tử của thầy chú không có, trong khi tôi yếu rồi thầy, tôi muốn xuống condo đâu là liền thời gian bệnh biến mà xuống tôi cho ở luôn. Tôi có chương trình như vậy đó, tại vì người ta lầm, người ta nói sư phụ họ có đúng lớn cái gì đó mà tại sao mình lại cho họ vô hưởng. Tôi nói gì độ một người giảm sanh công đức lớn hơn xây 10 cái chùa cúng trên thiên đàng, mà không có hiểu. Họ nói tại sao thầy nhẫn chi nhiều vậy tụi con. Tôi nói cái tâm của tụi con nghĩ như vậy là tụi con không được giảng sanh rồi đó, phải mở rộng ra. Thật ra đó, tôi mở một cái chương trình đây nè, từ nay những đệ tử của thầy có tu theo cái pháp môn của thầy, có trì chú lâm kim, có sám hối, có niệm Phật, có tụng kinh Địa Tạng, có dự cái pháp hội Địa Tạng này, cái pháp hội Địa Tạng này nè, không rất làm ơn giữ cái danh sách đó cho thầy. Chứ còn ghi danh mà nó không có ghi danh là sao? Đa số dân bay nó mới tu, còn dân đi bộ đây chứ người ta vô ăn mới về. Dân lâu cổ đây á, chân trong chân ngoài, tôi lấy cái danh mà nó đi máy bay đó. Bạch sư phụ, cho con một phút con chia sẻ. Còn dân ở đây á, cái sáng vô nó chiều về nó ăn no nó về luôn à. Quý vị ở xa như con á, là ở rất xa vùng Đông Bắc, nhiều khi sư phụ bên Cali hay bên Hình Xia Lầu bay con gần như mất 8 tiếng quý vị. Thì đây con chia sẻ với sư phụ cho phép, một trong những lý do con đã như con nói với quý vị là khi con đến với sư phụ đầu tiên con là đến với cha mẹ trước. Thành ra trong cái tính của con rất là nhiều, là con tính những cái chuyện trợ lực rất là đối với con nặng rất nặng về vấn đề trợ lực. Mà trong vấn đề trợ lực đó, nó không có, vừa rồi con chia sẻ với quý vị là chúng ta phải cần có tiền hữu tri thức. Cần có tiền hữu tri thức chưa đủ đâu quý vị, chúng ta nói chung chung thôi. Nhưng mà làm thế nào chúng ta kết giao những bạn đồng tu hiểu cùng với mình, để rồi khi người thân chúng ta nằm xuống, giống như mẹ con nằm xuống thật sự là không có đủ phước, và nằm rất ư là ở cái cảnh giới mà nằm rất ư là không được tốt. Nhưng con thưa quý vị, bởi vì một cái lợi lớn á là cái duyên ngoài phước lớn của sư phụ đến với mẹ con á, con được cái phước duyên á là cái số lượng người tới tu gieo duyên lúc đó rất đông. Thành ra quý vị phải để ý cái điểm đó. Tôi nói rằng á, không đức người xuất gia rất là lớn, nhất là xuất gia giao duyên, tại vì tụi con trong thời gian tụi con tu giao duyên á, nhất niên Phật hiện tiền, còn tu lâu á cỡ như hồng đức về chán rồi thì muốn đi ngủ rồi. Con xin tiếp lời của sư phụ về Facebook thôi. Bữa đến giờ con cũng có chỉ nhiều người để phát sinh đó. Nhưng
Facebook. Nhưng mà quý vị nhớ đừng sai ao Facebook ra. Quý vị mà sai ao Facebook ra, con ấy được luôn. Cho nên lúc cái đó Facebook on thì quý vị, cái voice của quý vị cũng không có mất megabyte cái gì hết. Đừng sai ao. Thật ra những cái gì thì thông báo trên Facebook thì con không có nhận. Là số không có biết gì hết. Thật ra vô tới đây cơ cáo rồi. Vì nhất là những người ở xa đó còn thấy vô Facebook. Còn những người mà xa cỡ Tacoma, xa cỡ Renton, xa cỡ Ken, xa cỡ cổng đường nó lên cơ cáo ngáo không? Dạ. Bởi vì tại vì cái phone của con á, lúc nào con cũng say in and out, nhưng mà con biết làm. Nhưng mà con khuyên quý vị, con đã chỉ rồi mà con quên nhắc nhở cái điều này. Cho nên quý vị đừng bao giờ sai ao, cứ để yên vậy. Tôi bắt đầu cái offer thế này là tôi nghĩ không có chùa nào dám offer. Bây giờ những Phật tử đã tham dự đây ở overseas, liệu mà mình yếu rồi ráng mua máy bay bay về làng, có thể làng nào thầy cũng cho vô, thầy có cái phòng riêng, thầy sẽ lo đầu cứu cuộc đời. Rồi những bắt mình lễ giờ overseas ông lấy đến đem đóng cấm rồi thôi, bây giờ yếu rồi ông cứ đi xuống đi. Và dưới điều kiện con cũng phải có mặt để ký giấy tờ. Rồi cái vấn đề chuyển đó bây giờ là phải contact với nhà hoàng. À, tương lai những người ở dùng Cali đó là thầy sẽ liên lạc với nhà hoàng để nó như mình là một cái bộ phận luôn. Đấy, nhiều chuyện lắm. Thành ra bây giờ ở vùng San Jose đó thì thầy có thể hiểu về những đệ tử của thầy rất là đông, khi mà có hội niệm thầy có khe. Ở San Jose là dư rồi. Ở Seattle thì thầy có chủ mạng Quỷ Dương là có hiệu quán. Đó. Ở làng như là ở Condo Texas thì chúng ta có người trong làng thì lắng đáng vô đó ở. Thì tôi đã offer kiểu đó là tụi con ở Úc, ở Âu Châu, ở đâu tụi con Mỹ nó cho tụi con qua 90 ngày, nhưng mà khi mà tụi con biết tụi con còn tháng nữa chứ tụi con qua ở đi, tụi con còn khe gì cái bắt con của Úc nữa. Cho nên cái này là thầy mở ra làm gì cái lòng từ bi. Thành ra nó không có một cái sức tùng nào mà dám mở lòng như vậy hết. Tôi nói rõ như vậy mà tôi chỉ mục đích là tôi nghĩ rằng tôi độ một cái người nhận sanh là cái công đức lớn nhất trong các công đức. Tại vì cái người đó ở trở thành một cái vị Bồ Tát. Mà trên đó đó là được Phật Di Đà dạy dỗ rồi, tôi không có cần nữa. Thật ra là có nhiều người hỏi tại sao thầy tàu lao, tôi không có tàu lao cái gì hết. Bây giờ Ngài Địa Tạng, Ngài làm những cái chuyện còn kinh khủng hơn, mà tôi chỉ mơ ước độ những đệ tử trong cái hệ thống này thôi. Và cái niềm vui của tôi đó là một người giảng sanh gửi là xá lợi. Thật ra bây giờ bữa nay những người trong cái pháp hội này nè, thấy không? Ở pháp hội này á, cố gắng tụi con cứ tuyên bố tụi con có tu được pháp hội này. Tại vì tụi con nói láo thì cũng là trật bất rồi. Thì Thiên Long biết là tụi con ok rồi, hỏi có tu pháp hội Địa Tạng không? Có áo đờ lại đi không? Dạ có kinh Địa Tạng không? Có giờ sao? Dạ giờ bác sĩ nó còn tháng rồi, đem kinh Địa Tạng, đem áo đờ lại đi xuống đây ở, và con cháu phải ký giấy à. Tôi cho như vậy đó. Trong cái khoảng sư phụ nói có một điều con thấy phần lớn khi con nói chuyện với một số bạn đồng tu sư phụ, chúng ta ai cũng muốn được vãng sanh, chúng ta ai cũng muốn người nhà được vãng sanh, nhưng quý vị chỉ biết một góc độ của tôn giáo thôi. Vấn đề giấy tờ hợp pháp của đất Mỹ chúng ta nó rất khó khăn. Thành ra con đã không được sự nhờ được sự đồng ý sư phụ đã làm có những cái khoản giấy tờ cực kỳ quan trọng, mà con ngạc nhiên là phần lớn các bạn đồng tu chúng ta gần như quên hẳn cái tờ giấy chúc sư phụ. Không ai làm cái tờ giấy chúc đó. Rất nhiều cái vấn đề rắc rối lắm. Thứ nhất, chẳng hạn như bây giờ chú đang đau, nó nói tao chích một phim nha. Mà chích một phim thì bắt là mê mờ. Thì bây giờ sao? Người quyết định là con ca, con cháu mà con không chịu rồi, bây giờ bác là không muốn là bây giờ. Chẳng hạn như tôi nói ba con bây giờ đó là không muốn, không có dùng cái này, cái tim điện giật để mà thờ, để cho sư phụ làm. Thì cái đó, những cái người đó là phải ký giấy, tức là khi đó sư phụ toàn quyền hết á, thì sư phụ mới làm được. Mà cái gì thấy hay nhất đó là cái ông Thiền Huệ, lúc rồi cuối ông đưa tay đó, niệm ông rồi cho ông đưa tay, có gì gì đó. Mà lúc đó thầy cũng không có nói được, tại vì thầy mà biểu làm cho nó thầy giết ông. Mà con cái tôn giáo mà ông tỉnh táo, cái ông không tỉnh táo tới phút cuối là ông tự, ông cởi dây dòng. Ai nói cái gì, con cần gì nữa? Thành ra con nói là nếu chúng ta nhìn thấy cái điểm khiếm khuyết đó, chúng ta chưa hẳn chuẩn bị những khâu giấy tờ về di chúc, tất cả những phần giấy tờ hợp pháp đó thì nó chính là cái quan điểm cái chủ quý vị đó, tại vì nó cản trở hoàn toàn 100% về vấn đề hợp pháp. Thành ra con xin quý vị hãy nên để ý lại những giấy tờ, những khâu đó,
và cũng còn nói là kế bên đó là các bạn đồng tu chúng ta nên kết giao và tạo điều kiện. Bởi vì con nghĩ con cho một ví dụ như là gia đình chị Điểm Huyệt, thật sự hai người thật sự là không hoàn là đến với địch sư phụ, đệ tử sư phụ, nhưng mà trong đám thật sự nó số lượng người tu gia duyên cũng rất khá đông quý vị. Thành ra cái đó là một cái trợ duyên cực kỳ lớn mà chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải dàn xếp, chúng ta phải lo trước. Chúng ta có thể niệm Phật, chúng ta có thể lăng nghiêm, chúng ta phải tụng lăng nghiêm, nhưng quan giới chủ sẽ cản đường quý vị cực kỳ mạnh, rất mãnh liệt. Mà nếu quý vị đã đi theo với sư phụ, quý vị sẽ thấy cái sự quan giới chủ nó khủng khiếp lắm. Sư phụ cho con một phút. Quý vị biết không là con với sư phụ đã đi một cái đám ở trong cái nhà quan, mới vừa vô lăng nghiêm xong, hai người muốn phải đi ra ngoài bị đi nhà thương liền. Mà trong khi sư phụ đang tụng lăng nghiêm, cái bác bên hội trưởng chủ đề cái thục giấy sư phụ có người sắp chết, sư phụ sắp chết. Quý vị hiểu cái hoàn cảnh đó rất là nguy hiểm, tại vì hai người đi ra ngoài nằm thở cá và chúng phải gọi emergency và coi như là muốn tắt thở đó. Mà cái bác hội trưởng đó cứ đưa sư phụ đang làm chủ lễ, đang tụng lăng nghiêm, mà cái thục giấy sư phụ có người sắp chết, có người chết mà chết chết rồi. Quý vị nghĩ là sao? Nhưng mà con nhìn sơ ánh mắt sư phụ và chúng ta vẫn tụi con vẫn đi người này rồi. Tôi không có nhận biết được, tôi đặt lên cái cây này tôi phải lo. Thành ra quý vị hiểu, sư phụ hiểu đây là quan giới thí chủ và vẫn đi hết lễ lăng nghiêm, mà làm thay xong lễ lăng nghiêm thì mọi thứ nó bình thường. Thì trong những giây phút đó chúng ta phải hiểu rất là mãnh liệt và chúng ta phải tự tin vấn đề đó. Nếu chúng ta không có rõ đó thì chúng ta sẽ dừng vào tầng một, mục đích quan giới chủ nó chỉ dừng lại. Mà tôi nghĩ một cái điểm rất là quan trọng, ai mà muốn về làm phun lô đó là phải lo giấy tờ cho đầy đủ, không thiệt tâm không có giấy tờ đâu, không có cho vô đó. Tôi dự thiện, đúng, tức là phải hợp pháp. Khi mà hỏi tôi nói chẳng hạn như mà về con rô như vừa rồi, chứ ông mà vừa rồi mà đứa con trai không muốn mà đứa kém muốn đâu. Tôi nói như vậy, nhưng mà về giấy tờ quý vị phải đầy đủ hết. Vì chúng tôi làm ơn không thể mất quán được, về lo xuống. Bác thiện tâm mà thiếu một cái ông cũng không có chọn. Thì sau chuyến đi tu này về thì con cũng định làm giấy tờ rồi, nhưng về thì con xúc tiến làm, nhưng mà có cái câu hỏi là chắc chắn là vợ con không bao giờ, nhưng mà con hy vọng có thể con gái con hỏi nó cạo đầu con. Nhưng một đứa con gái thì con nghĩ chắc chắn nó cạo đầu rất chùa là thường lắm. Còn đứa con gái con thì con biết. Cái câu hỏi con là liệu như là trong gia đình con không có ai cạo đầu chứ? Thì bạn đồng tu của con. Dạ, như vậy rồi. Dạ. Bạn đồng tu. Dạ, dạ. Con thế nào cái gì? Dạ. Thưa sư phụ, mẹ con á là ở Việt Nam thì cũng đang được hộ niệm, nhưng mà hộ niệm bây giờ thì họ chỉ có là nghiêng về bên Tịnh Tông Tịnh Độ để chỉ niệm Phật thôi. Nhưng mà con thì đã theo sư phụ, theo băng đĩa rồi con đã coi đã xem. Bây giờ khi mà mẹ con sắp lâm chung, nếu mà cả ngày đó con về, nếu mà con muốn tụng chú lăng nghiêm và thêm cái kinh Địa Tạng nữa vào trước mấy cái thời của họ, thì khi mà con, nếu con ra ý kiến con nói thì họ sẽ giao cái khê đó lại cho con luôn. Tại vì theo con biết đó là trong cái nhóm Tịnh Tông của họ, theo Tịnh Tông Học Hội của Pháp Sư Tịnh Không, thì họ chỉ chuyên về niệm Phật. Mà bây giờ họ hầu như ở Việt Nam là họ đều như vậy và không có giống như ở đây của mình. Thì như vậy á, thì cái lúc đó con phải đối phó với họ thế nào khi họ giao lại cho con? 100% không bao giờ giao cho chị. Có, có. Tại vì khi họ đến họ hội nghiệm, họ nói là gia đình phải toàn giao toàn trách nhiệm cho họ khi họ hội nghiệm. Nếu chị nói là một câu họ đây, hộ niệm tôi đồng ý, nhưng mà tôi phải đem đồ tôi thử. Con mua laser rồi như sư phụ á, mà bấm không nóng chín mấy là phải tụng tiếng cho tôi. Dạ. Không cần gỡ, đúng. Không cần gỡ. Cái laser của thầy có thể bấm từ đây tới dưới. Thầy đi sửa điện lạnh á, mấy cái men thầy chất độ thì bấm cái kịch. Dạ. Nhưng mà ý của con nói là bây giờ con muốn là chứ không có thể giống như sư phụ. Con muốn là con phải tụng lăng nghiêm, nếu họ không tụng, con tự tụng cho mẹ con. Cái tâm con nó tốt hơn là cái tâm của người khác. Dạ. Yeah.
Dạ con tự tụng cho mẹ con một cuốn kinh điển. Có cái tên thầy đi, chẳng hạn như những người mà có hiếu đó, cái lúc làm chung thầy kêu gì mà cũng làm đó. Bây giờ con gái của nó được để dạy đó, nhưng mà khi nó thấy ông không hối đó, cái lòng hiếu thảo đó là nó nghe liền này, nhưng mà giải thích. Còn đối với sư phụ đó là sư phụ nói rõ luôn. Bây giờ nếu không có cái tất đích, người đó nặng nghiệp mà người đó le lưỡi, tụi con làm sao tụng cái tục lưỡi vô? Tụi con biết không? Chắc chắn thầy có những cái tất đích. Mắt không nhắm, tụng làm sao nhắm? Mũi bẹo làm sao tụng bẹo? Đó là như bậc tâm thôi, đó không có nói mà hoài. Như nếu mà lúc đó con về, lúc đó trước lúc mẹ con lâm chung mà con bắt liên lạc thẳng với bên này với sư phụ có được không? Được, sư phụ rất tốt đi nhỉ. Ồ, ok. Dạ, rồi vô phường nói tôi là đệ tử thầy Tông Thái. Con không có khe, nếu mà con lo cho mẹ con đi giảng sanh, con giảng sanh luôn. Con đang là thôi giảng sanh. Dạ, con cái giảng sanh luôn với mẹ con. Anh Di Đà Phật. Đó. Hôm bữa nay nói những vấn đề thực tế. Những cái chùa khác khi những cái tu sĩ tới 60 tuổi họ biểu về nhà 70 tuổi không nhận nữa. 60 tuổi là không nhận xuất gia. Có gì có tin cái gì nó không? Rồi có những người tu từ nhỏ tới lớn họ cũng phải biểu về đi, họ sợ trách nhiệm. Tại vì họ không biết rằng người bệnh và cái người mà hộ niệm cho người bệnh phước đức lớn lắm. Cái ruộng phước đó. Thành ra không bao giờ mà mình lo cho người giảng sanh mà mình bị sập tiệm hay là chùa bị suy tàn, không có chuyện đó. Chuyện đó chỉ có cái là bây giờ quý vị chơi với bạn bè mà gặp bạn tốt á, quý vị sát cơ á, người ta giúp đỡ bạn. Còn quý vị chơi với bạn nhậu, với bạn cờ bạc, sát cơ nó giúp không? Thì cũng vậy, ý là sẽ ngủ thiên thích là bây giờ đó, mình cần một cái số lượng người tụng kinh để mà hộ niệm thì ra không có nhiều, mỗi một cái vùng tôi chỉ cần 10 người thôi. Nếu mà trong cái đám tang đó, cái lúc hộ niệm nó có 10 người phát nguyện trước cái hương linh đó, tôi đồng ý tu vô duyên trong 3 ngày là đủ với thầy rồi. Chỉ cần 10 người thôi, để cái công đức xuất gia nó lớn kinh khủng, quý vị có biết. Còn nếu mà vô muốn qua condo thì giấy tờ đầy đủ. Tại vì á, ở bên condo đó là như vừa rồi offer một hai người rồi mà giấy tờ như vào quản nguyên cũng vậy, bạn thân với bác trưởng làm đó, nhưng mà tới giờ chót mà không ký tờ xong là đưa về bắt thở cá rồi, nó quờ quạo rồi. Thành ra tôi không có muốn cái chuyện đó. Còn chúng tôi đã offer cái đó là quá mất rồi. Thành ra là nên làm các ban hội niệm rồi liên lạc để mà chúng ta chuẩn bị cái ngày ra đi đệ tử của thầy ngày một trẻ ra. Hả? Không sao, con bây giờ nó sẽ là chủ bà quỷ dương của vùng họ đi lên. Tại vì con đã đến tới bờ biển thấy quỷ, thấy địa ngục rồi. Thấy không? Đương nhiên lúc đó, nhưng mà người con đó nó có thể là quan gia thấy chủ nó mình ép cũng cần, nhưng mà mình phải đương vào cái quyền lực của mình khai thị cho người nói ngay bây giờ tụi con phải chuẩn bị. Bởi vì thầy thấy đó, các chùa khác đó, họ không bao giờ dám cho đệ tử họ vô hồn ngày mùng một, cái thứ hai họ cũng không bao giờ mà cho mặc áo đà lên đi. Thành ra ngày hôm qua đó là cô Diệu Tỉnh nó thầy làm vậy mấy bước mấy ông kia bắt chước tôi nó không dám đâu. Bắt chước xuất gia giao duyên hồi 10 năm trước tôi lên chương trình xuất gia giao duyên, người này chống người kia chống, bây giờ xuất gia giao duyên lập trọng hết rồi. Thật ra đó, khi tụi con chuẩn bị ngày ra đi thì người đó sẽ bình tĩnh trước cái chết. Còn tụi con mình né tránh cái chết là cái người đó là vẫn còn tham cái thân tứ đại này, là mình chưa có hiểu đạo. Tôi thích nhất những người đệ tử mà hiên ngang đối diện chuẩn bị ra đi, coi như là đi. Thì tôi nói là những người đó mà khi mà họ chuẩn bị ra đi mà họ không sợ chết là thầy đạt được 50% thành công rồi. Thưa thầy, con có nghe một vị thượng tọa có nói là Đức Phật thì cho nữ là chỉ có một lần xuất gia và nam thì 7 lần vào ra. Họ nói là họ thấy có những gì cho xuất gia gieo duyên rất là nhiều lần là không đúng. Nhưng mà con thấy chỉ là gieo duyên thôi, thì xin sư phụ là cho
gieo duyên, tụi con có thể gieo duyên 100 lần cũng không sao, nhưng mà tu vĩnh viễn nó chỉ có một lần. Lý do là người nữ. Tôi hỏi quý vị, nếu ngồi trong cái hệ thống này là một bà sư cô, thì tụi con có ăn uống thoải mái không? Tụi con có tu vô thoải mái không? Rồi tụi con văn văn vệ sinh trong cầu là cái sư cô đó có đi bóc như sư phụ không? Hay là họ móc cổ tụi con đó? Tôi nói rõ, ông thầy có tệ cái máy cũng hơn mấy bà sư cô mà, trừ sư phụ Hồng Đức. cái người nữ, cái tâm tính họ họ rất là coi như Đức Phật biết cái đó, thành ra Đức Phật đặt ra những cái khó để họ vô, là họ họ biết họ không có chuyện thứ hai. Chứ mấy bà sư cô chỉ cần cho ba lần là coi như là quậy banh hết Đức Phật. Đức Phật nói gì quý vị cứ nhìn rõ rồi, quý vị nhìn rõ rồi, quý vị có kinh nghiệm với mấy sư cô nhiều, quý thầy dù có tệ đi nữa vẫn hơn quý sư cô, mà cái lòng quý thầy có tệ đi nữa cũng mở rộng hơn quý sư cô. Thì tụi con cứ không muốn biết thì cứ đi kiếm cái sư cô vô thử, bây giờ ở sự quen rồi bắt đầu cứ kiếm xin quy y đổi đổi yêu pháp là biết. Cô thấy mấy sư cô đặt đầu quá chị. Cho nên cố gắng đi, quý vị thấy hoài cái cảnh giới này có nhiều cảnh giới lắm mà. Hả? Chúng ta chỉ thay đổi cái thần thức mà cái tâm chúng ta đẹp thì chúng ta thành đẹp à? Hả? Cái mặt của cô đó, cô Lê nó vậy là, nhưng mà cái chữ thiên vô cái nó đẹp, tại vì cái tâm người ta đẹp. Hả? Mà tâm nam cũng vậy nữa. Mà quý vị thấy mấy ông trời nam vô là từ từ nghiêm chỉnh ngó quan sát, phải không? Rồi bắt ấn lễ Phật. Còn mấy bà tiên nữ xuống là vừa xuống cái này chấp đó một nhiều. Cái này lại gần một đứa cái tá mà chấp hay chịp cái mày lên nữa. Tức là sao? Không phải là họ là cái loại mà lép xin đâu, không có. Là họ biết công đức ngay bây giờ mà họ thấy được cái cung trời của công đức. Tại vì cực lạc thì họ không thấy được. Nhưng mà họ nhìn là cái công đức này đó, nhưng bây giờ công đức hơi cái là cổ là thành thiên tử liền. Thành xuống nhà, xuống để mà đá lông heo trước. Vài bữa nó không đứt nửa đường, thì cô không tu nó sao, phải không? Thì lúc đó cổ lên trời, cái nhớ không nhớ bữa sắp được tặng em đá lông heo với chàng đấy. Cổ, mà chết lúc này, họ có thiên nhãn, họ biết trước người sắp chết không yên. Hay là người đó sau khi chết thì về cổ nào không? Cổ trời họ thấy được. Hả? Cũng như bây giờ quý vị biết cái hồ sơ nào mà bỏ lãnh được, hồ sơ nào bỏ lãnh không được, nhìn biết không? Hả? Tôi không biết, thấy không? Nhìn là bỏ lãnh được, biết, còn kỹ là không được, tại vì vợ nó kéo nó lại, con nó kéo nó lại. Chứ không phải nó tu không được, tại vì thầy biết. Bởi vì chuyện nó nói nhờ câu nói đó mà nó được ở đây đó. Thì nói nhưng mà được lên trời là, sáng nay nó dạ tay với Đạo Phật, con xin sắp hối khói đội với máy bay. Cho nên quý vị biết có cái cảnh giới đó, để quý vị thấy rằng cái cô đó, cái thần thức cổ vừa được kéo đi ra, ta dẫn đi là người ta vô đó. Quý vị thấy nó, cái mặt nó đổi không? Mỗi người một cái điệu bộ khác nhau. Mà ông đĩa vô thì sao? Vô biết ông đĩa lên nè. Thì như vậy tụi con vẫn niềm tin chứ có cái gì đâu, tôi đâu có biểu cái gì, họ cũng giống như mình à. Hả? Mà nhiều khi tụi con hỏi pháp chứ chắc họ giảm được như mình. Tại vì sư phụ là chuyên môn nghiên cứu, thấy không? Kinh điển. Bộ quý vị tưởng là sư phụ mới tu có một đời đâu, sư phụ cũng tu nhiều đời, giờ này sư phụ mới ngồi đây chứ không phải một đời. Tại sao tôi dám nói tu nhiều đời? Tại vì á, má tôi là sư cô, ba tôi là nhà sư, tức là chúng tôi đã có cái chủng tử gì, cho nên chúng tôi tu từ lúc chui về bụng mẹ đã tu rồi. Thì bây giờ gia đình chúng tôi đều đi tu, quý vị thấy rõ cái chủng tử không? Cho nên thành ra là quý vị biết, tại vì tôi biết cái này, tại vì trong một cái thời mà lúc tôi còn trẻ thì tôi khởi cái tâm là tôi sẽ ra đời, và tôi khởi cái tâm tôi thương yêu một cô gái. Lúc đó tôi tu và tôi qua đây thì tôi nghĩ tới là tôi sẽ ra đời, tôi không có tu nữa.
Thì trong một cái giấc mơ tôi bị một cái vị thầy, cái vị hòa thượng ổng lợi, và cũng như là ổng lấy cái phất trần ổng đánh tôi một cái. Thì trong giấc mơ rồi ổng nói đó, nói xuống trần mà quên đi cái nguyện ước để mà cứu độ chúng sanh trở ơn Phật, đánh tôi một cái. Thì cái tư tưởng tôi nghĩ là tôi sẽ ra đời, lúc đó tôi chán thì tôi không muốn tu, mà lúc đó tôi chưa bị bệnh, lúc đó tôi chưa bị cái bú. Thì cái vị nó cầm cái cây đánh tôi một cái, một vị hòa thượng nói rằng mới xuống trần mà quên đi cái pháp nguyện xuống đây để làm cái chuyện để mà trả ơn Phật cứu độ chúng sanh. Thì tôi biết chắc sau cái giấc mơ đó rồi thì tôi mới biết rằng chắc là mình cũng ở một cái cõi nào đó, rồi mình phát nguyện xuống cái cõi này, rồi mình thay hình đổi dạng mình quên đi. Cho nên mỗi một lần cái gì đó mà tôi bị những cái chuyện trở ngại thì tôi nhớ là cái phất trần của ông Hòa Thượng đánh tôi cách đây mấy chục năm trong giấc ngủ. Và quý vị nhớ trong kinh Phật nói người nào mà đã tụng một thời kinh Diệu Pháp Liên Hoa là người đó đã từ bỏ các cái phước này. Quý vị có nhớ cái câu đó không? Quý vị đều có cái chủng tử mà bây giờ đó, chúng ta ở đây cái đời mặt pháp chúng ta bị cái nghiệp chướng báo chướng nhiều quá, cho nên chúng ta phải nhờ nương vào quyền lực Đức A Di Đà để mà chúng ta trở lên đó, để không phải là ăn hưởng mà lên đó ở gần ngài để ngài chỉ cho chúng ta tu sao để hết tham sân si, rồi chúng ta có thần lực chúng ta xuống đây để mà tiếp. Thật ra thầy dù bằng mọi cách thầy phải duy trì kinh Lăng Nghiêm, thủ Lăng Nghiêm, bằng mọi cách thầy duy trì luôn cái kinh Địa Tạng và duy trì luôn pháp môn Tịnh Độ và duy trì luôn kinh mà hậu ta mà chúng ta tụng đó, Vô Lượng Thọ. Thì đó là những cái bộ kinh mà những lời nói rất là hay cho con nghĩ thôi, những lời nói Đức Phật thực tế nhất, lời người đời lo còn những chuyện không đâu không ạ, có rồi có một thì lo hai, có hai lo ba, có một căn nhà thì muốn hai căn nhà, lo cho đời mình xong tới đời con rồi còn nghĩ tới đời cháu. Thành ra nhưng mà cái sinh tử nó đó, tụi con lợi dụng một tuần lễ này đi, tụi con sẽ thấy mình tu một tuần lễ này thì chúng ta mục đích đến đây để mở trí huệ. Cái nhân duyên thứ hai, chúng ta biết tất cả các pháp hội thanh tịnh đều có hàng Thiên Long Pháp Hội. Tại sao bao nhiêu pháp hội khác họ xuống mà pháp hội này họ xuống vậy hả? Cho thấy rằng tại vì chúng ta mở pháp hội Địa Tạng, chúng ta tụng trì Địa Tạng mà chúng ta tẩy tịnh rõ ràng, chúng ta lên đó chúng ta rất là trang nghiêm tẩy tịnh, cho nên họ xuống để họ chứng minh, chứ không có phải là diễn mặt đâu. Còn thầy chưa bao giờ biểu chúng con mà phải lên cõi trời, thầy phân tích nãy có thể nói mấy cô thiên nữ cõi trời chỉ là đẹp hơn mấy cô ở cõi người này thôi nè, chứ đâu có làm gì đâu. Họ vẫn có cái đẹp, vẫn cười khen đẹp, cái mặt đỏ bừng lên khoái, thấy không? Còn mấy ông trời thì nghiêm trang mặt chữ điền rõ ràng lắm, ông thần thì làm gì giương tay bắn cung, thấy không? Rồi cái ông kia thì viết chữ. Còn cái gì thế mà tất cả ông thiên nam đều bắt ấn, tức là họ là những cái vị có chức trách bắt ấn. Gì nữa câu hả? Dạ thưa thầy, cô hỏi câu một trả lời rồi. Nếu mà mẹ cô qua đời á, cô có phải cạo đầu xuất gia yêu duyên không? Cô nói dạ phải, thì đó liên lạc cái sư phụ tiền giới sẽ liên lạc rồi. Tiền giới qua Facebook. Dạ, nếu mà cô trả lời đúng thì sư phụ khen con câu đó. Dạ, vậy thì sư phụ không chửi con nha. Dạ, nhà bếp nó đúng, nó nở hết rồi. Ông á, tôi chỉ nói câu ông khuyên thầy để niệm á, lo cho công phu thì bây giờ ông nên làm hạnh nguyện đó đi. Dạ. Dạ, sư phụ đức bình bình đức chúa tổ mà bình đức chúa tổ mà bây giờ bắt rồi nó dễ mà làm đâu có dễ đâu. Ông đức nói cho cái này tí mấy bà con dược thiện phá vỗ tay. Dạ, bây giờ ăn sáng thầy trò chúng ta lúc này tu cái pháp này sao mà không để ý tới ăn nữa, pháp miệng sung mãn chúng ta tắt giới hết rồi. Chúng ta ăn là tại vì bị kêu bị méo, nên nghĩ mấy lần mới chịu ăn, phải không? Chúng ta còn hơn ăn phí thời nữa.
không ai đói hết á, phải không? Nhưng mà khỏi ăn là có chuyện đó. Mấy người nói khỏi ăn chứ là phải còn. Rồi, bữa nay là quý vị thấy chúng ta là ngày 7 rồi đó. Còn 2 ngày nữa là chúng ta hoàn toàn cố gắng, chúng ta tu hành. Thành ra dân lô cổ ở đây đó thì họ cũng có được cái lợi, họ lái xe vô chứ họ mà chạy về là nó họ không có tu trọn vẹn, phải không? Ở đây có con Đức Thanh muốn đi tu quá nó mời nước cho mẹ, phải không? Mà muốn cạo đầu mà bữa nay có muốn không? Nhưng mà suy nghĩ lại tiếc cái máy tóc bính này. Rồi chúng ta hồi hướng để cho nhà biết họ đang đứng chờ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để tự và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Mời quý vị đi ăn sáng, chúng ta ăn sáng trễ tới mấy tiếng đồng hồ nhưng mà không sao.